Rồi em chào mấy chị nha. Đây là mẫu mới nè mọi người ơi, siêu đẹp. Ai đang sơ lai chấm lai tương tác lên mình đang nha. Chấm like lên giùm em mấy chị. Em chào chị Nghĩa Võ Kim nha. Ủa ơi, đang sơn lai chấm lai giùm em. Đúng rồi, áo bông nâng mặt là chốt lên lưới đó chị. Chị chờ em xíu nha, em phát cho máy này. Chấm la đi mấy chị ơi. Trời ơi, cái trên màn hình kia nó không hiện bao nhiêu người xem. Có size nha, từ từ em lên. Có size từ 1-5. Rồi like mấy mẫu này hết tuần này là nghỉ Tết luôn rồi nha mấy chị. Nên ai là chưa mua được thì tranh thủ mua trong tuần này giùm em nha. Em chào chị Trần Lệ Mỹ. Chị Tài Lê, giờ chị muốn mua nữa chị phải chuyển khoản mới gửi hàng, chứ đơn mình là bị gỡ hà hoàn về một lần rồi, rồi đem muốn gửi nữa nha chị. Đơn mình đã một lần không nhận hàng được rồi, nên là lần này mình muốn mua thì mình phải cọc tiền cho em hoặc là chuyển khoản em mới đi đơn nha.
Rồi thả tim đi mấy chị, thả tim thả tim, chấm comment lên giùm em nha, để em lên mẫu nâng. Mẫu mới về ha. Trời ơi áo bông đợt này đẹp lắm mấy chị ơi. Tha hồ mà du xuân với cái mẫu này luôn nha mấy chị. Chắc bon lưới đúng rồi mọi người. Chị ơi chị không có, chị không chuyển được thì chị em móc chị nạp cạp giùm em nha. Em mới chốt đơn chứ ai mà bị bùng hàng em một lần rồi vì sao em dám gửi nữa mấy chị, gửi nữa là lỡ nó không nhận hàng nữa là tiền ship sao đây, ai chịu cho em dòng đi dòng về mất mấy chục ngàn tiền ship, em đâu có rảnh đâu mà em gửi hoài, em cũng đâu tiền dư đâu gửi hoài vậy mấy chị. Rồi lên mấy chị ha, lên cái bông em đang mặc lên mãi gì đây mấy chị. Cái này lên cái nền bông tím với bông hồng đẹp luôn. Nền nó là tím với hồng nha, đẹp quá. Chắc con lưới nha mọi người. Rồi 90 ngàn một áo nha mấy chị đẹp, 90 ngàn một áo, 3 áo miễn ship nha. Hai áo ship 25 ngàn giùm em. Rồi thả tim thả tim thả like, em chào chị Bạch Dương. Vấn đề á chị Bạch Dương ơi, không vấn đề là không phải là không nhận hàng nhưng mà nhiều khi gọi điện không có nghe máy rồi hàng đâu có giao tới tay được đâu, đâu có tới cho mình được đâu mà trả tiền ship. Ví dụ như hàng giao tới chị kiểm tra hàng chị không nhận rồi mấy chị, nếu mà mình mua hàng tử tế mình trả phụ tiền ship em, lý do gì đó không nhận hàng thì trả tiền ship. Còn cái này gọi điện không nghe máy, hàng đâu đã giao tới tay khách hàng đâu, đâu có thu tiền ship được, nên là ai đã không nghe máy không nhận hàng rồi thì bữa sau mà em sao em muốn gửi được nữa. Hello chị Mai Nguyễn nha. Mỗi em nó mặc là chất thun von, chất thun von lưới nha mấy chị. Chất von lưới co giãn nha, chất này thì mỏng, lần này em like cũng nói hết. Chất này thì cái loại vải nó rất là mỏng, mình cầm vô cái áo em may cầm vô nặng chưa tới 200 g nha mấy chị ha. Nha, nhưng mà vì nó là họ tiết kho ở trên áo nên là mấy chị mặc lên người mình không có thấy gì, đặc biệt là nó lên cái form lên dáng rất là sang luôn. Nha, nhưng mà cũng nói trước là vải nó mỏng. Đằng trước em may cho mấy chị mình là hai lớp nha, một lớp trong lớp ngoài nè. Rồi nên là chị nào mà mình không được mặc mà kính đáo quen rồi mặc hơi mỏng mỏng hở hở. Mặc không được thì mình đã mua mẫu này men nha. Rồi em chào chị Đường Yên. Bạch Dương ạ. À? Bạch Dương chưa nhận hàng hả chị? Để mai em kiểm tra đơn nha. Em chào chị Thùy Trang. 74kg m65 thì mặc size số 5 cho em vừa nha chị đẹp. Mặc size số 5 cho em vừa. Rồi lên đi mấy chị. Lên cho em mẫu này nha. Chị nào chú thích cái bông này à, lên giùm em nè. Thích cái bông này lên giùm em là mã bông bông tím cho em đi ha. Bông tím. Xuất sắc mấy chị ơi. Bông tím giùm em nha. Đó mấy chị nhìn sao nè. Rồi lên cho em mã bông tím kèm size. Có size từ size số 1 tới size số 5 nha mấy chị. Size 1 cho tới size 5. Đúng rồi, chất thun lưới co giãn, thun lưới này chỉ có mình nhà em mới có, mình xưởng em mới có, chỗ khác không có đâu mấy chị. Rồi chốt lên giùm em là mã bông tím kèm size giùm em nha. Rồi em thấy số loại chị Thùy Trang nè, chị Thùy Trang là mình chốt cái bông nào mình lên giùm em là mã bông đó kèm với lại cái size cho em nha, kèm cái size cho em. Mũi tống 78kg là mẫu này mình mặc không vừa rồi người đẹp. 78kg là mẫu này em không có sai chị rồi. Rồi thì Trang có số điện thoại rồi á, chị thích bông gì chị cứ lên bông kèm với size số 5 giùm em là có đơn nha. Gửi rồi chị Đường Yên. Tại vì thường chị dặn em là có đơn là gửi, không cần phải gọi điện nữa là có đơn là em gửi. Em chào chị Nga Quỳnh, hết đâu chị. 78kg là mẫu này không mặc vừa rồi chị. Em chào chị Ngọc Loan. Chị nhận được áo rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị Ngọc Loan. Em chào chị Ngô Thảo nha. Rồi quá tiếc luôn chị. Rồi chứ là chốt bông này lên giùm em là bông tím nha mấy chị. Bông tím giùm em nha. Nó là tím với hồng á. Nhưng mà mình đặt cái tên bông tím đi. Tên bông tím để em biết chút đơn nha.
Em chào chị Binh Xu, 46kg mét 52, mẫu này chị mặc size số 1 cho em được nha chị. Mặc size số 1 cho em được. Rồi lên cho em mã bông tím. Phụng Du áo đang mặc 70kg, chốt luôn á chị, chốt áo mặc luôn không? Chốt áo đang mặc lên mã bông tím giùm em nha, bông tím kèm size. Cái chị ơi, size nhỏ nó hơi bị hiếm lên, chị nào size nhỏ 1 2 3 chốt nha, chốt hơi hết. Đẹp quá là đẹp luôn. Có sắc. Phụng Du ơi, là chị chốt luôn hay sao chị? Em chào chị Nguyễn Phượng nha. Hôm trước chị mua 4 cái mặc đẹp lắm luôn, cảm ơn chị. Rồi vậy là cái bông tím 5 em chốt cho chị Phụng Du ha. Bông tím 5 em chốt chị Phụng Du nè. Rồi lên đơn đi mấy chị, lên trên mã đang mặc là bông tím. Phụng Du ơi, 70kg mẫu này mặc số 5 nha chị. Mẫu áo một màu, mẫu này nè. Mẫu này nè thì chị có thể mặc size 4, nhưng mà mẫu này chị mặc size 5 cho em nha. Mẫu này mặc size 5 cao nhưng mà mặc size 5 chị, 70kg số 5 là ok cho em. Lấy số 4 là em sợ nó chật đó chị đẹp. Size 2 đúng rồi chị Nga Quỳnh. Mẫu này chị mặc số 2 cho em. 62kg mặc số 4 nha chị Bảy Trần ơi. Bông tím giùm em nha. Hoa biển ngạn bông tím 1. Hoa biển ngạn là em hoa biển ngạn á em. Vải von nha chị, vải von lưới cơ giãn giùm em nha, von lưới cơ giãn. Em 45kg mét 55. Rồi ok em hoa biển ngạn. Bông tím 1 cho hoa biển ngạn nè, bông tím 1 em chốt chị Hiền Thanh. Hello chị Hiền Thanh nha, ai lên bông tím nữa là bông tím giùm em. Chị Phụng Du muốn lấy số 4, em lấy số 4 nha, nhưng mà 70kg là có cao 1m6 cũng là size số 5 mới vừa, size số 4 sợ ôm lắm luôn. Bông nhỏ nhỏ một tối, chị Vinh Xu đợi em lên cái bông nào mình thích mình chốt nha chị. Nguyễn Cúc, chị Cúc ơi, 73kg mà chị cao bao nhiêu cho em thêm chiều cao. Vải von em mặc số 1 vừa hả? Ok em nha. 52kg 1m50 chị mặc số 2 nha chị Hiền Nguyễn. Bộ cam sau lưng em hả? Cái đó là màu vàng chị, cái mẫu đó là cái áo đó là màu vàng. Áo 3D chị mặc size 4 rồi ok chị Phụng Dung nha. Áo 3D chị mặc số 4. Dạ em chốt chị số 4. Rồi con tím 4 em chốt cho chị Phụng Dung. Ký 1m55 mặc size số 4 cho em chị Nga Quỳnh. 90.000 một áo mấy chị, 90.000 một áo. Chị Bảy Trần ơi, một áo bông tím. Bảy Trần lên số điện thoại giùm em nha, 62kg mặc size số 4. 62kg mặc size số 4 nha chị Dương Ngọc Mai. Có màu đen chị. Chất thun von lưới nha mọi người ơi, chất thun von lưới cho em nha. Dạ không có size 80kg rồi nha chị ơi. Bộ sau lưng em là 85.000 một áo, 60 quần là 60.000 một quần mấy chị, là bộ châm. Áo rất là mỏng luôn nha chị. Áo vải này rất là mỏng luôn nha mọi người. Vải von là mấy chị biết rất là mỏng, nhưng mà mấy chị nhìn giùm em nha. Nè. Nhìn giùm em là tại vì sao? Nó là có họa tiết hoa nên là mình mặc lên người nó không có thấy gì, không có thấy phía da ở bên trong của mình đâu mấy chị ha. Nhưng mà vải von lưới rất là mỏng nha. Ai không mặc được mỏng, em nói rồi, ai không mặc được mỏng thì đừng có lấy. Đừng có lấy mẫu này nha. Mình không có thấy gì hết á. Không có thấy gì hết mấy chị. Chị Nguyễn Cúc ơi, chị 73kg mà chị cao bao nhiêu em coi hiểu chị có vừa size số 5 không nha chị. Mét 6. Rồi Nguyễn Cúc lên số điện thoại giùm em, chị mặc size 5 nha. Bông tím 5 em chốt cho chị Nguyễn Cúc. Nguyễn Cúc lên cho em số điện thoại đi chị. Cuối năm rồi mọi người ơi,
chốt chốt chắc giùm em nha, đừng có để hàng hoàn về nha mấy chị. Chị ơi đợi em lên áo hoa đen rồi chị hãy chốt nha, em lên đã chị hãy chốt chứ nhiều khi lên cái hoa đen chị không thích sao. Thái Huỳnh ơi chị mặc số 5 giùm em nha. Em chào chị Nguyễn Lan, nhận hàng trước mấy ngày rồi, đồ đẹp lắm nha. Cảm ơn Nguyễn Lan. Cảm ơn Nguyễn Lan ha. Dạ ok chị Phụng Du, đảm bảo là cái hôm hàng mà áo màu mà như em treo vừa rồi mình mua rất là ưng ý luôn, chị yên tâm nha. Một áo bông tím 62kg, mé 65. Chị Bảy Trần ơi, một áo là em không ship nha chị. Một áo em không ship, ship từ hai áo mình em nha. Ship từ hai áo. Size 2 và size 4. 62kg, 1m65 là chị mặc số 3 cho em là ok rồi chị. Nhưng mà chị Bảy Trần lựa hai bông cho em nha, lựa hai áo em, một áo là em không có ship. Em ship từ hai áo. Rồi bông tím 2 với 4 em chốt chị Nga Quỳnh. Không, em không có phải lựa chị ơi. Vải lụa mang kiểm tra đơn thử nha chị Bạch Dương. Cô Hồng Loan hết không cô? Cô bông tím, cô bông tím size mấy cô Hồng Loan lên cái size giùm con chứ, lên giùm con cái size với ha. 62kg, mét 55, mặt size số 4, một áo bông tím cho chị Dương Ngọc Mai. Bông tím 4 em chốt cho chị Dương Ngọc Mai. Ngàn một áo, 60.000 một quần, cộng vô thành giá một bộ giùm em nha chị. Rồi ai còn chốt bông tím nữa lên giùm em nha. Mạng bị gì đứng ngoài giờ, bữa nay mạng buổi tối nó yếu lắm chị anh Lê, nó hơi yếu. Ngày qua bông nha, ai chốt nữa lên giùm em là bông tím. Chị Bảy Trần Thị chốt lên cho em hai bông thì mới đi đơn, một bông em không đi đơn hả. Chị Cẩm Tiên 65kg, mét 65, mặt size số 4 cho em nha chị. Rồi ai chốt bông tím nữa lên thì em bông tím. Nè Nguyễn Phúc ơi, em lên cho chị cái bông đen này, chị có ok chị chốt cho em nè chị. Rồi ai chốt bông đen lên bông đen cho em nha. Bông tím quần đen là chị size số 4. Chị cho em số điện thoại đi, chị Cẩm Tiên, Lữ Cẩm Tiên cho em số điện thoại. Trời ơi mấy chị, nền đen lên một cây vài cái bông trắng là điểm nhấn rất đẹp đúng không. Rồi ai chốt bông đen cho em là bông đen nè, bao đẹp bao sang rồi ơi. Trời ơi nó sang là sang ơi mấy chị. Rồi ai chốt bông này lên cho em là bông đen. Bông đen giùm em kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Bông đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Rồi chị Bảy Trần, Bảy Trần mặc số 3 thôi nha, tại vì chị cao 1m65 lận. Em chốt cho chị là một áo bông tím size 3. Bảy Trần. Một bông tím số 3 chị Bảy Trần. Chị ship bao nhiêu? Ship bữa nay hai áo là ship là 25.000, hai áo 25.000 đó chị. Còn ba áo hoặc là hai bộ thì em miễn ship. Ba áo hai bộ miễn ship với chị ha. Hai áo một quần cũng không bị ship nha mấy chị. Hôm nay tại vì hôm nay ship nó cao, lâu nay em tính ship rất là rẻ luôn mấy chị nha. Rồi chốt bông đen, bông đen chị đẹp quá, sang quá trời luôn chị. Rồi bông đen 5 em chốt cho chị Nguyễn Phúc. Đen 5 em chốt cho chị Nguyễn Phúc. Bông đen giùm em. Đinh Thủy tím. Đinh Thủy tím số 3 số 5.
Chị đến thủy thôi, chị lấy bông tím size 3, size 5 hả chị? Chị mua, chị bán hay là chị mua cho nhiều người để em biết nha chị đẹp. Bông đen số 2 cho chị Nguyễn Phượng. Nguyễn Phượng ơi, chị cho lại em số điện thoại với nha. Tại vì cái tên Nguyễn Phượng nó trùng nhiều quá nên là lên số điện thoại khách mới khách cũ thì cũng lên số điện thoại giùm em nha. Để em chốt đơn cho nó khỏi nhầm. Nguyễn Phượng cho lại em số điện thoại ha. Cô Hồng Loan. Dạ con biết rồi nhưng mà con đâu có nhớ size của mỗi người được nên là lên lại size với số điện thoại giùm con nha. 60kg 1m58 là cô mặc size số 3, con chốt cho cô là bông tím số 3 ha. Cô Hồng Loan lên lại số điện thoại giùm con thôi. Hồng Loan cho lại con số điện thoại nha. Nghe chào chị Nguyễn Anh. Một bông tím cao 1m55 47kg, chị Nguyễn Anh mặc size 1 nha chị. Bông tím 1 em chốt chị Nguyễn Anh. Chị Cẩm Tiên ơi, chị lên giùm em chị số điện thoại chưa chị? Quần đen như em đang mặc nè chị. Quần đen 6.000 quần nha, quần đen hoặc quần trắng. Mẫu này là áo, là áo bông, áo lẻ lên với quần đen hoặc quần trắng thôi. Rồi. Nguyễn Anh. Đinh Thủy. Con đen con tím số 3 cho chị Đinh Thủy. Ok chị. Tiếng số 3 chốt cho chị Minh Thủy. Chắc vô lưới co giãn nha chị Anh Ngô. Rồi em thấy số điện thoại của chị Nguyễn Phượng. Chị Hồ Thị lên bông đen số 4 em chốt chị Hồ Thị lên nè. Cảm ơn chị. Áo mặc có 10 bông nha chị. Rồi hiện lên. Rồi à, mạng không xem được hả cô? Ồ, mạng bữa nay nó yếu á. Tối á, giống như là nhiều người truy cập hơn. Buổi tối nó lên nó yếu. Có nhiều bữa con like không được luôn á. Rồi bông đen 3 con chốt cô Hồng Loan. Bông đen đẹp quá ha mấy chị ha. Bông đen chị Thái Huỳnh size số 5. Thái Huỳnh ơi, đơn chị em gửi rồi, nhớ nhận hàng nha. Chị đẹp cái đơn trước đó, cái đơn đầu đó, làm mấy cái áo 4D đó, nhớ nhận hàng em nha. Bông đen chốt chị Thái Huỳnh. Một bộ có bán chị Ngô Thảo. Một áo bông đen số 2 hết thôi chị Nhung Tuyết. Bông đen số 2 chị Nhung Tuyết. Một bộ ship 25.000 nha chị. Hai bộ em mới miễn ship nha. Rồi, bông đen 2 chị Nhung Tuyết. 1m67 80kg không có vừa chị Thảo Mai ơi. Áo em đang mặc 90 nha chị đẹp. Mẫu sao đợi em nha chị, em đang like mẫu này xong rồi nha. Một bộ bông đen Chi Nguyễn. Chị ơi, Chi Nguyễn một bộ bông đen chị cho em chiều cao cân nặng. Với số điện thoại mới có đơn nha chị, lên chiều cao cân nặng giùm em nha, kèm số điện thoại giùm em. Bông đen 4 em chốt chị Thái Hồng Nga. Chị
Thái Hồng nha. Hello chị. Cho chị cái body hồng phía sau size 4 à. Body hồng phía sau size 4 coi coi. Hồng phía sau hết size 4 rồi chị Phụng Du ơi, size 4 chứ mà mẫu phía sau em còn mấy nào này nè chị. Chị coi có chốt được là em ơi. Size 4 phía sau, mẫu phía sau em còn 6 nào này chị. Đây đây đây. Size 4 phía sau em còn đỏ. Ờ bữa hồng bữa trước chị chưa lấy hả? Đỏ, vàng, xanh bít, xanh biển, trắng với vàng nhạt chị còn 6 bông. Đó, size 4 em còn 6 bông nha. Chưa nhận được chắc là mai á chị. Đúng rồi, bữa nay. Ờ em mới gửi hàng sáng nay mà, bữa hôm mùng 1 em nói rồi mùng 1 đâu có gửi hàng, hôm nay hàng mới đi là mai chị mới nhận, mai hoặc mốt. Bông đen số 3 cho chị Như. Hello chị Như nha. Được cái số điện thoại chị Cẩm Tiên, chị Cẩm Tiên gọi cho em chính số sau thôi. Em thấy chị Thanh Liên nha, nhưng mà nãy giờ chưa thấy chị Thanh Liên comment mua gì á, chưa thấy được comment chị mua gì. Chi Nguyễn 1m55 50kg rồi, chị mặc size số 2 cho em nha chị Chi Nguyễn ơi. Chị Chi Nguyễn lên số điện thoại giùm em đi, lên số điện thoại giùm em một chút đơn. Áo mẫu mặc, áo em đang mặc 90 chị, một bông đen 62kg với 55 size 4 cho chị Dương Ngọc Mai. Bông đen 4 cho chị Dương Ngọc Mai. Bông tím và bông đen, rồi bông đen 3 cho chị 7 Trần. Bông đen 3 chốt cho chị 7 Thị Trần. Trần thì 7. Bông đen 5 cho chị Bùi Hòa. Chị Bùi Hòa đơn chị em gửi rồi nha, cái này đi đơn mới nha chị. Năm mươi lăm ký cao nhiêu chị Nguyễn Cúc cho em chị cao chị? Size 4 hả chị? Size 4 em còn mấy màu này nè chị Phụng Du, màu đỏ. Màu đỏ nha chị, màu đỏ. Màu xanh nước biển. Màu xanh bích. Màu vàng nhạt, màu trắng với lại màu vàng tươi chị. Số 4 em còn 6 màu. Rồi bông đen 2 em chốt cho chị Chi Nguyễn. Chi Nguyễn là lấy nguyên bộ luôn đúng không chị? Rồi Chi Nguyễn một quần đen 55kg mét 63 mặc size 2 cho em nha chị Nguyễn Cúc ơi. Kiều Mỹ Phẩm. Ờ em ơi nè, chốt luôn. Chốt luôn, bông nào cũng có size 5 hết á. Cái này mẫu mới mà. Mẫu mới nè, bông nào cũng có size 5. Em thích bông nào cứ chốt bông kèm size 5. Có Hương Cô Te, hello, hello em. Ờ có 10 bông, có 10 bông. Nãy giờ chị lên là 2 bông rồi đó. Bông đang mặc là bông thứ 2. Rồi ai chốt bông đen nữa không mấy chị, em qua bông. Bông đen là 90.000 một áo, quần 60.000 một quần. Chị Mộng Tiệp làm nguyên bộ mặt là 150, nguyên bộ mặt là 150 nè. Chị là thích lấy quần trắng lên phối với áo đen này cho nó đẹp thì mình phối nha. Bông đen số 1 cho Kiều Phương Phạm. Hello chị. Bông đen 1 cho chị Kiều Phương Phạm. Em có áo màu nhưng mà đang lên áo bông, mấy chị xem áo bông gì em nha.
Chị Phúc Trần ơi, chị lấy mẫu gì? Rồi em qua bông đen ha. Chút nào chị nào vô sau thì em lên lại cho xem. Lên cho em một cái bông tươi tươi nè. Rồi, lên bông bông tươi tươi nha. Rồi bông vàng đi. Lên cho em bông vàng đi mấy chị. Lên cho em bông vàng nè. Bông vàng kèm size giùm em 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi nó đẹp. Chốt cho em bông vàng giùm em nha. Bông vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nè. Bộ bà ba gì chị Phúc Trần? Bộ bà ba đen hay bộ bà ba gì chị? Rồi ai chốt bông vàng lên giùm em bông vàng kèm size 48kg. Phúc Trần ơi 48kg em cao bao nhiêu? Lên số điện thoại giùm chị luôn nha Phúc Trần. Lên cho em bông vàng nha mấy chị. Rồi ai chốt bông vàng lên bông vàng giùm em nha. Bông vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Vàng tươi xanh bích cho chị Phụng Du. Bông vàng giùm em vàng 2 cho Hương Vua Te nè. Rồi vàng 2 cho Hương Vua Te. Rồi chị Phúc Trần là một bộ đen em đang mặc, chị mặc size 1 nha Phúc Trần nha. Em thấy số thoại Phúc Trần. Nói trước luôn nha mấy vị khách yêu quý của em là hôm nay mình là gần cuối năm chuẩn bị nghỉ Tết rồi, nên là ai mà mình quyết chắc chắn mình nhận hàng, mình quyết tâm mình mua thì mình hãy đặt hàng giùm em nha. Đừng có để hàng tới không nhận quay về nha mấy chị ơi. Rồi đen màu em chốt cho chị Phúc Trần một bộ. Đỏ tươi luôn cho chị Phụng Du nha. Đỏ tươi luôn. Mọi người ơi, xe like giùm em với, xe like cho em đi. Áo bông đen chị Bảo Lương lên chiều cao cân nặng giùm em. Bông đen với bông vàng chốt cho Phúc Trần. Bông vàng chốt cho Phúc Trần. Cái hồng ở trên là 4D chị Thanh Trương, 90.000 một áo chị. Chị Trần Lắm 52kg mé 6. Rồi chị mặc số 2 cho em nha. Bông vàng size 2 em chốt cho chị Trần Lắm. Vàng 2 chốt chị Trần Lắm. Vàng chanh chị Nguyễn Cúc. Cái vàng đó ở đây chị. Chị lấy size số mấy? Cái vàng đó là vàng 4D chị ơi, vàng này là vàng tươi. Vàng này là vàng 4D 90.000 một áo, cũng bằng cái mẫu áo em đang mặc nè chị. Cái này 4D hoa đào nha. Chị chốt size nào thì lên giùm em, vàng 4D nha, kèm chữ 4D cho em để khỏi nhầm với lại áo vàng bông em đang mặc ha. Ai chốt vàng 4D lên vàng 4D giùm em còn size 23. Em còn size 2 size 3 nha, 1 4 5 hết. Áo 90 nha chị. Rồi ai chốt bông vàng lên bông vàng giùm em. Chị nào không lên được số điện thoại á, mấy chị nhìn thấy cái bảng số điện thoại của em không? Mấy chị bấm các bạn qua Loya. Hoặc là đây em đưa các bạn mấy chị coi này. Các bạn số Đây. Còn nhìn xa không thấy, mấy chị bấm qua đây cho em nè. Đây, bấm các bạn qua Loya. Chị Cẩm Tiên. Vải bon lưới nha chị, ai mặc vải bon lưới chị Lữ Cẩm Thiên nè chị. Nãy giờ không thấy được số điện thoại của chị nè.
bấm kết bạn qua Loya rồi nhắn tin số điện thoại địa chỉ qua giùm em để em chốt đơn cho nha. Tại vì ở trên TikTok lên số điện thoại nó hay bị ẩn lắm mọi người. Chị ơi em đang xem live mình share cho em đi, mấy chị share lượt chia sẻ đi, cho em lượt chia sẻ đi. Đó chị nào mà chưa lên được số điện thoại nha. Em thấy chị Nguyễn Anna. Rồi em qua bông ha, ai chốt bông vàng lên bông vàng giùm em nha. Bông vàng, bông vàng. À, vậy là không thấy, nó không hiện đó chị Anna ơi, chứ hiện là em đọc liền, nó không hiện giùm em đó. Áo vàng chốt chị Thái Huỳnh. Áo vàng năm em chốt chị Thái Huỳnh. Nó không hiện á, chị nào comment đó mà em không có cảm thấy em đọc là nó không hiện đó, chị comment nhiều nhiều vô nha, comment nhiều nhiều vô nó sẽ hiện. Nguyễn Cúc ơi, chị có chốt áo vàng đó không chị? Chốt là áo vàng 4D giùm em. Có bông xanh em chuẩn bị lên bông xanh luôn. Rồi chị Thái Huỳnh 489-759 mặc size số 1 cho em nha chị Nguyễn Anh. Nếu mà mình có bụng mình mặc size 2 nha, còn mình thích mặc ơ mình lấy số 1. Em chào chị Mai Huỳnh. Hello chị Mai Huỳnh. Rồi em qua bông bông xanh ha, rồi lên cái xanh này đi. Trời ơi, đẹp quá luôn. Xanh xanh hồng hồng. Họ tiếp gì mà đẹp dữ vậy ta. Trời ơi, sắc sắc với chị. Rồi lên cho em mã này mấy chị, lên cho em mã đẹp luôn đi mọi người ơi. Cái ông đó là bông đào chứ không phải bông mai chị Nguyễn Phúc. Bông đó là bông đào chứ không phải bông mai chị. Trời ơi, mấy chị ơi. Lên cho em mã đẹp nha. Mã đẹp giùm em, đẹp quá. Rồi ai chốt cái này lên cho em mã đẹp. Đẹp kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Đẹp đi mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nè. Trời ơi, tươi không cần tưới luôn mấy chị. Mã đẹp 2 chốt cho chị Trần Lắm. Cái bông này nó dễ lộn á, nó họ tiếp tùm lum á, để từ 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 lấy cho nó kỹ, cho nó lộn nha. Cái bông dễ lấy lộn á. Rồi đẹp 2 cho chị Trần Lắm. Đẹp 4 cho chị Phụng Du. Đẹp 1 cho đẹp một cho hoa biển ngạn nè. Vậy là không còn mẫu nào hết đó chị Nguyễn Cúc, mẫu đó không còn mẫu nào hết đó chị. Áo này đẹp quá, chắc em để cái này em mặc chứ. Đẹp 4 cho chị Phụng Du. Đẹp 1 cho hoa biển ngạn. Đẹp 1 cho hoa biển ngạn nè. Rồi đẹp 1 cho chị Kiều Phương Phạm. Lên mã đẹp cho em mấy chị. Đẹp 1 như hết rồi mấy chị ơi, đẹp 1 còn cái này nữa nữa. Đẹp 1 này em chốt cho ai? Mai Huỳnh đi. Rồi vậy hết mã đẹp 1 rồi, rồi đẹp giùm em nha, mã đẹp kèm size. Đẹp size 2 3 4 5. Hết mã đẹp 1 chị Anna. Qua lấy qua số 2 cũng được đó chị, size 1 size 2 em xin nhất bao nhiêu có động chiếm về bóp eo lại giùm em. Xem một em hết, đáng xí cái này mặc mà ra chốt chị Mai Huỳnh đi. Rồi, đẹp một cho chị Mai Huỳnh. Nói chốt mã đẹp nữa, em mặc thử cái đẹp mã 2, size 2 cho mình coi nha. Đẹp bây giờ còn size 2, 3, 4, 5 nha, hết size 1.
Rồi đẹp size 2, 3, 4, 5 cho em mấy chị. 48, 49 ký mấy chị. Mặc qua số 2 cho em cũng ok rồi nha. Em 45 ký này đó. Đang mặc cái này số 2 nó rộng hơn cái số 1 em mặc xíu thôi. Cho nên là 47, 8 ký size số 2 mấy chị mặc ok đẹp, không có gì trộn trộn đẹp nhất lên. Rồi chốt mã đẹp cho em đi mấy chị ơi. Đẹp 65 ký cho chị mộng tiệp. Size 4 nha chị mộng tiệp. 65 ký cao nhiêu chị mộng tiệp ơi, cho em cái chiều cao đi. Em lấy cho nó chắc ăn chút thôi để nó chặt nha chị, đến chặt cuối năm không có hàng mà đổi á. Một tại vì một người mình có thể mặc được hai size, mấy chị thấy nãy em mặc áo số 1, cái này em mặc áo số 2 nè. Mình cứ thích ôm thì mình về mình bóp đen cho em một xíu. Nè số 1 nó hết rồi thì mình lấy qua số 2 nè em nha. Đẹp 2 với 4 chốt chị Nga Quỳnh. Đẹp 2, 4. Đẹp 2 cho Hương Bu Te nè. Đẹp 1 hết rồi chị Nguyễn Anh ơi. Đẹp 1 em hết. Đẹp mà em chốt chị mộng thiệt rồi á, size 4 á. Ờ mé 64 là size 4. Rồi đẹp bây giờ em còn size 2, size 3 chứ size 5 mấy chị nha, hết size 1, size 4. Hết size 1, size 4. Rồi đẹp 5 em chốt cho chị Thái Huỳnh. Đẹp 5 em chốt chị Thái Huỳnh. Đẹp da ngâm mặc được không hả? Chị cũng không biết nữa. Cái này cái màu nó hấp lên, cái màu nọ xanh nõn chuối á, nó ai cũng ánh với da lên được lắm đó em. Chứ giờ nói cũng không biết nói là lỡ nói sai sao. Cũng đâu có siêu hàm, lỡ nói nó sai về nó không đúng mặt vô da nó ngâm luôn rồi, không bánh vô nữa. Cũng không biết nữa. Lữ Cẩm Tiên là hồi nãy em có thấy mình inbox qua lô da là Lữ Cẩm Tú là phải chị không chị? Chị Cẩm Tiên là Cẩm Tú nè, là phải chị không? Phải thì nói phải giùm em rồi em chốt cho nha. Là hồi nãy em lấy chị là một mã tím với một mã đẹp. Một mã bông tím với mã đẹp cho chị nha. Hết đẹp 1 rồi em lấy đẹp 2 đi, hết đẹp 1 rồi mấy chị. Một bé 65 mà 65 kg mặc size số 4 chị ơi, mặc size số 4 cho em, đẹp 4 hết rồi. Đẹp 3 cho chị Như. Lai áo bông dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm mấy chị. Tại vì mấy chị thấy bông lên mông 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 nền 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 là nhìn nhìn sơ qua nó đúng đúng giống giống nhau không à, dễ thấy lộn lắm. Rồi chị Như đẹp 2 cho Annie, đúng rồi nè, chị đang mặc cái này số 2 nè. Ai size 1 hết qua size 2 đi mấy chị, có rộng xíu bóp eo lại không sao hết nha. Hello chị Mai Ngọc, áo bông mụn mới nè chị, đẹp quá. Không chị Nguyễn Hải, cái này là áo bông lên với quần đen chứ không phải nguyên bộ chị. Đẹp 3 bông tím 3 cho chị Hậu Dương. Chị Cẩm Tú đâu rồi ta, ở quanh Cẩm Tiên. Cẩm Tiên là phải Cẩm Tú không, để em biết em chốt đơn nha chị. Đẹp 3 bông tím 3 cho chị Hậu Dương.
đẹp hai cho chị Nguyễn Anh Na đẹp hai rồi, nãy giờ em kêu chị lấy thì chị không lấy đó. À còn cái đẹp hai này em chốt cho chị Nguyễn Anh Na nha, cái đẹp hai đang mặc em chốt cho chị Nguyễn Anh Na. Nguyễn Anh Na như cái số điện thoại lên bị sai rồi sao chị? Cái số đầu mà số 9 là em thấy sai đó. Nguyễn Anna lên lại số điện thoại giùm em nha. Các chị ơi chốt chắc giùm em nha, cái like này đừng có chốt rồi xả, chốt rồi xả rồi nhiều giờ thì khách khác chốt được mà mình chốt được mình xả rồi nó lại còn hàng cái em nha các chị. Rồi mã đẹp em còn cái số 2, cái số 4, cái 2 này em chốt chị Nguyễn Anna, Anna lên số thoại giùm em nha. Cái này em xả chị Nga Quỳnh ra rồi đó. Nguyễn Anna, Nguyễn Anna lên số thoại giùm lại giùm em. Cái này em chốt cho chị Lữ Cẩm Tiên. Lữ Cẩm Tiên em nha, lên số thoại cho em nha. Đẹp ba chị Như rồi. 59kg, 1m57, mặc số 3 nha chị Mỹ Phẩm Linh Trần ơi. Đẹp hai chị Thúy Nguyễn, khách cũ hả chị? Thúy Nguyễn khách cũ hay khách mới vậy chị? Chị VNG ơi, đẹp ba lên cho em số thoại nha chị. 59kg số 3 mới vừa nha chị và Mỹ Phẩm Linh Trần, chốt lên thì em là đẹp ba kèm số điện thoại. 80kg không vừa nha chị ơi. Đẹp hai cho em đi rồi đó em. Đẹp ba em chốt chị Như rồi ha. Thúy Nguyễn ơi, Thúy Nguyễn đâu rồi ta? Ủa hoa bỉ ngạn phải hồi nãy giờ em chốt đơn không? Sao hồi nãy chị thấy một cái hoa bỉ ngạn là chốt sai số 1 là em hả? Đẹp ba lên số điện thoại đi mấy chị. Nguyễn Anna lên số điện thoại là giùm em đi người đẹp ơi. Chị Hồng Ánh ơi, nay đơn hai bộ hoặc là 4 áo giùm em mới miễn ship nha chị Hồng Ánh. Hai quần một áo không có miễn ship chị đẹp. Rồi nó ẩn rồi, em thấy lại số của chị Anna nè. Rồi em thấy chị Anna ở đó, chốt Anna rồi nha. Và ba hồng đen, mà ba hồng đen là cái nào chị? Khách cũ chị Thúy Nguyễn, mã đẹp hai em chốt chị Thúy Nguyễn. Khách cũ chị Thúy Nguyễn cũng lên số điện thoại giùm em đi chị. Để em thôi em nhầm. Ồ Thúy Nguyễn em nhớ quen quen nè, cái số này. Ở tóc tóc là ẩn men dữ lắm mọi người ơi, thông cảm em nha. Em đó, ồ ok. Hoàng Diệu, áo mặc số 2 hết rồi. Cái này là của ai ta? Của chị Thúy Nguyễn. Áo mặc số 2 hết rồi em. Cho con khác nha Hồng Diệu. Nãy giờ em chốt sai một. Ok em nha. Rồi ok chị Thúy Nguyễn. Lên tiếp bông cho em nữa chị. Rồi bây giờ lên cho em là bông cam đi mọi người, bông cam. Bông cam giùm em nha. Đẹp quá luôn. Rồi lên trên mã bông cam. Cái này là nền cam xong rồi nó vẽ cái gì, những cái nét đen ở trên đó mấy chị. Mấy chị mình nhấp tay trên màn hình thả tim cho em đi, nhấp tay hai cái thả tim. Rồi ai chốt bông cam nha em, bông cam. Bông cam kèm size 1 2 3 4 5. Bông cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5 dùm em mấy chị không? Rồi lên cho em mã bông cam. Bông cam cho em nha. Chốt bông cam lên dùm em bông cam. Bông cam cho em mấy chị. Cam 4 cho chị Phụng Du. Ai comment là em không thấy, chị comment nhiều lần lên cho em là em thấy nha.
bông cam. Chị Hùng của hai 47 kg, chị mặc size 2 cho em nha chị, mình thấp mặc số 2 cho em ha. 68 kg mặc size 5 nha chị, 5445 ơi. Ok chị Thúy Nguyễn, cam 2 em chốt chị Nguyễn Hana. Cam 2 cho chị Nguyễn Hana. Có bông vàng Hồ Diệu. Mà bông vàng số 2 chị cũng hết luôn rồi. Hồi nãy có lên mà size 2 con vàng cũng hết rồi em. Đen cơm nguyên bộ 130 chị Mộng Tiệp. Cam 2 cho chị Trần Lắm, cam 2 cho chị Nguyễn Phượng. Cam 2 cho Trần Lắm. Cam 2 cho chị Nguyễn Phượng. Em chào chị Võ Án Mặt Bay. Võ Án Mặt Bay, cái này là chất con lưới nha chị, chất con lưới cho em nha. Nguyễn Phượng. Rồi cái bông cam đẹp quá mấy chị. Trần Lắm. Chớ nhiều khi em like khách đông ơi là đông tàn, hỏi thấy không thấy không thấy không, một chút like em không chốt được gì đúng không chị, tại vì nó ẩn còn bé, lúc mà mấy chị chốt á là nó ẩn hết trơn à. 68 kg mặc size số 2 ở quê em nói nhầm nha, xin lỗi. 68 kg mặc size số 5 giùm em nha chị. Cam 1 với chị Hiền Thanh. Cam 1 cho chị Hiền Thanh. Em thấy chị thật Nga Trương nha, giờ em mới thấy chị. Đen số 3 cho chị Thanh Mộng Tiền. Đen số 3 em cần cộng. Mà để mai em khui cái cục hàng trước coi còn màu đen không nha chị Mộng Tiệp ơi. Ở đây giờ em thấy hết màu đen rồi. Hello chị Ung Điệp. Chị Thiện Trang, áo em mặc là 90 nha chị. Cam 1 cho chị Ung Điệp. Cam 1 cho chị Ung Điệp. Cam 1, 2 hết rồi chị Thạch Nga Trương ơi, em còn 3 chốt chị cái số 3 nha. Năm 8 ký mặc số 3 chị Thanh Mẫu. 1m6 nặng 57 kg. Mặc số 3 nha chị Nguyễn Hiếu. Cái cam 3 chốt cho chị Thạch Nga Trương. Nga Trương để làm. Em thấy chị Huệ nha. Đen bộ không có size 80 kg rồi chị Mộng Tiệp. Áo màu chưa chị Hoa Hà ơi, áo màu đợi em đi lên bông cam xong đã nha chị. Bông cam. Ok chị Nguyễn Cúc. Bông tím 1 cho chị Thúy Nguyễn. Ủa tím 1 còn không ta? Hình như hết chị. Nguyễn Cúc. Tiến 1 hết nha chị Thúy Nguyễn ơi. Tiến 1 hết. Bông cam 5 cho chị Võ Án Mặt Bay. Bông cam 5. Bông xanh Hoàng Diệu, bông xanh là nãy chị lên mã đẹp đó. Nè chị VNGN đó chị lên giùm em số điện thoại đi nha chị nha, số điện thoại em mới chốt đơn cho chị được nha. Hello cục vàng Mai Mẫu Hậu. Hai cái cục vàng hello nhau. Chưa chị, đang ế lắm luôn, mua đi. 57 kg mặc số 3 nha chị Hiếu ơi. Bông cam nè chị 5445 mình ơi, lên cho em số điện thoại. Chị chốt sai mấy chị lên sai em coi hiểu còn không nha chị Mai Mẫu Hậu. Bông tím có chị Huệ, bông tím hồi nãy em lên hồi đầu tiên á.
Cái này là chất von lưới, vải nó mỏng lắm nha chị Huệ ơi. Cái loại kiểu vải nó không phải là cái vải nó mỏng, mà cái kiểu mình vải nó rất là mềm, rất là mỏng, rất là nhẹ. Nên là ai mặc được mỏng thì đừng mặc loại này cho em nha mấy chị ơi. Nè bông tím nè, cái bông này em lên hồi đầu tiên á, em còn size 2, 3, 4, 5. Chị nào chốt bông tím cho em mở bông tím nè. Bông tím cho em size 2, 3, 4, 5. Đẹp đỉnh luôn mấy chị. Rồi đây nha, ai chốt bông tím, bông tím cho em nha. Nó là nền tím với hồng như này nè. Đó, đứng gần mấy chị xem. Rồi chốt bông tím cho em bông tím. Một quần đen. Ok chị bỏ én nha. Bông cam 4 cho chị Mộng Tiệp. Bông cam 4. Cam 4 chốt chị Mộng Tiệp. Dạ ok, quần em soạn sao nha chị Nguyễn Cúc. Quần em sẽ soạn sao nha chị. Dạ em không có vải lụa nha chị ơi. Bông tím hết size 1 chị Nga Trương, còn số 2 thôi à chị. Em lấy chị số 2 rồi em qua bông. Em lên cái bông trắng nè. Bông tím cho chị Nga Trương. Lên cái bông trắng giùm em nha mấy chị nha. Tàn là siêu phẩm thôi. Tàn là bông đẹp thôi mấy chị, bông nào cũng đẹp hết á. Mấy chị chốt đơn mình gõ số điện thoại giùm em nha. Chị nào mà em đọc tên thì mới có đơn. Còn gặp trời ơi bông trắng đó họ tiếc là cái gì đây, họ tiếc con hươu hay con ngựa gì á mấy chị, hình như con hươu hay sao á, con hươu nai gì đó, rất là may mắn nha. Bông cam còn số 1 nha chị, đời là thế ơi. Rồi lên bông trắng giùm em. Bông cam còn cái số 1 mặt mới bỏ ra. Trời ơi là nó đẹp quá mấy chị ơi. Về mấy chị tự cắt cái chỉ ở ba cái lai này nè, cho nó bung cái áo ra nha mấy chị. Tại vì người ta may là người ta đạp liền qua luôn á, cho nó đều nhau á. Về mình cắt từ từ cho cắt cho nó ra, chứ đừng để người cắt nó lẹm vô trong áo nha. Rồi lên cho em mã bông trắng. Bông trắng 2 cho chị Nguyễn Anh. Bông cam 1 cho Biển Ngạn. Để cái này cho Biển Ngạn. Trắng cho chị Nguyễn Anh nha. Bông cam hết rồi chị Nga Phương. Bông 45 tiếng là size 1 nha chị. Bông cam, bông trắng 12 cho chị Thạch Nga Trương. Bông trắng 5 cho chị Vải Hoạt Mây. Bông trắng 1 hết rồi ta. Chốt cho chị rồi mà chị Nga Trương. Bông trắng 1, 2 em chốt cho chị rồi. À, bông 5 này của chị bỏ én lạc bay. Hồng sau lưng chị Hoa Hà ơi, chị bao nhiêu ký cho bao nhiêu em coi thử, còn size em lên cho nha chị. Bông trắng 5 em chốt chị Bùi Hòa. Đời là thế thôi, cam 1 em hết rồi nha chị. À, em thấy số điện thoại chị đời là thế nè. Chị chốt bông khác giùm em nha. Rồi Bùi Hòa.
Bông trắng ai làm chốt cho chị Anna? Chị nào mà em đọc tên chốt rồi cái bông đó rồi mình đừng comment lại nữa giùm em nha, để em thôi em chốt nó trùng nha mấy chị. Bốn chín ký mét 50 mà size số 2, Trang Nguyễn lên số thoại giùm em nha, cam số 1 em hết rồi. Vàng với hồng đó, vàng đó em còn size 3, size 4, còn hồng này thì em còn từ size 2, em còn size 2, 3, 4, 5 nha chị Mai Mẫu Hậu ơi. Lưng thun nha chị Anna. Bon lưới chị Trần Trinh ơi, cái này bon lưới chị. Trắng 2 cho chị Nguyễn Phượng. Trắng 2 cho chị Nguyễn Phượng. Số 4 hả chị? Số 4 hồng hả? Ừ, số 4 hồng như hết rồi sao á? Màu màu đó hồng đó size số 4 em hết chị. Hồng đó size số 4 em hết nha. Hồng 2 cho chị Mai Mẫu Hậu. Mã đẹp là mã nào hả? Mã đẹp. Chị ơi chúc em lên lại cho giờ hỏi em không nhớ, chúc em lên lại cho nha. Chị Phương, chị Phượng. Một cái áo con trắng size 4 Phượng. Chị Phượng lên số điện thoại lại giùm em nha chị. Phương Phượng Phướng rồi nó trùng tên nhiều quá. Chị Phượng ơi lên lại giùm em số điện thoại với. Trắng 1 em chốt chị Thúy Nguyễn. Trắng 2 cho Hoàng Diệu. Trắng 2 cho Hoàng Diệu. Trắng 1 cho chị Thúy Nguyễn. Rồi ai chốt trắng lên trắng thì em. Trắng em hết size 1 mấy chị nha. Số 4 hồng đó hết số 4 chị ơi. Rồi cái này em chốt chị Thúy Nguyễn. Và ai chốt bông trắng lên bông trắng thì em nha. Trắng bây giờ là em còn size 2, 3, 4, 5 hết size 1 mấy chị. À còn cái số 1 nè cho chị Thúy Nguyễn. Sao nó mở cầm mà không biết. À, em thấy số điện thoại chị Phượng nha. Lên tiếp mấy chị. Lên tiếp cho em. Rồi nền đen lên cái họ tiết bông hồng 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 vậy nè. Cái này mấy chị chốt cho em mã đen hồng giùm em. Mã đen hồng cho em nha. Ờ ai comment em không thấy thì comment liên tục lên giùm em nha chị ơi. Tại vì bữa nay tối mạng nó yếu sao nó tải lên nó nổi. Có cái comment thì em đọc được. Có comment thì em không đọc được nha mấy chị. Chứ không phải em không đọc đâu nha. Ôi đẹp quá. Lên cho em mã đen hồng. Lên mã đen hồng giùm em ha. Đen hồng kèm size. Được không? Rồi lên mã đen hồng giùm em. Đen hồng kèm size nha chị. Đen hồng mùa 2 cho chị Thạch Nga Trương. Vàng 3 cho chị Thạch Nga Trương. Chị nhận áo rồi đẹp. Cảm ơn chị Hoa Hà nha. Cảm ơn chị. Đen hồng cho chị Thạch Nga Trương. Đen hồng 2 cho chị Hữu Phượng. Đen hồng 2. Ủa sao có cái đen hồng nữa ta? Đen hồng 2 cho chị Hữu Phượng. Đen hồng 3 cho chị Trần Trinh. Đen hồng 3 cho chị Trần Trinh. Hồng đó không có màu da mà nó có màu vàng nhạt, đẹp lên đẹp lắm chị. Cái màu này nè, cái màu này nè chị, đẹp lắm. Màu này em còn size 4 nè chị, lấy màu này
màu vàng nhạt đó, chị chốt lấy màu này nè chị, không có màu da, màu này còn đẹp hơn cái màu da luôn á, mình lên cái quần đen cực đẹp. Rồi chốt lên giùm em là màu vàng nhạt nha, màu vàng nhạt cho em. Cơ giãn mạnh nha chị Tuyết Ngọc, cái này cơ giãn mạnh nha chị, chất vo lưới cơ giãn mạnh. Áo em đang mạnh. Thôi chị Nguyễn Hoa lẻ không chốt đơn nữa đâu, chị Nguyễn Hoa thích nhận không thích không nhận, chốt đơn mệt lắm. Vàng nhạt còn size 2 size 1, 2, 3 còn đó chị Nga Trương. Ủa như bên đây sao nó ổng comment luôn rồi, chị Trần Trinh ai còn xem like bên laptop đó, chị chấm like giùm em sao nó đứng comment luôn không thấy comment ai luôn nữa. Rồi bông em mặc cái mã đen hồng giùm em nha, bộ bông này mấy chị không thích ta, bông này em thấy đẹp mà. Bông này em còn xí lại cái để mặc kìa, siêu đẹp luôn không chốt ta. Rồi bông đen hồng giùm em. Ủa cái màn này chốt chị thịt gì thịt ngay chưa? Chấm like mấy chị sao không thấy comment nào chứ vậy? Quần trắng size 1. Ok chị. Mai mẫu hậu ok chị nha. Rồi lên siêu phẩm. Lên cho em mã thổ cẩm giùm em rồi. Nó giờ theo kiểu họ tiếng thổ cẩm này đẹp chưa? Lên cho em mã thổ cẩm nha. Thổ cẩm giùm em nha mấy chị, thổ cẩm 2 em chốt cho chị Hoàng Diệu. Thổ cẩm 2 Hoàng Diệu. Áo vàng em đang treo 85.000 nha chị tỷ đô la, mà áo vàng nó hết rồi, áo vàng đó hình như em còn cái số 4, số 5 gì. Em thấy số là chị Ngân Võ nè, Ngân Võ chốt gì comment lên giùm em nha chị. 7 kg 1m65 chị mặc size số, chị mặc size số 5 cho em nha chị. Chị mặc size số 5 giùm em nha. À size 2 chị may mẫu hậu ok chị, thổ cắm 3 cho chị Trần Trinh. Màu vàng nhạt giá 90 chị Kim Nga, mẫu đó là mẫu 4D. Đẹp 3. Đẹp cam 3, đen hồng size 2. Ủa mình lấy 2 size hả chị Ngân Võ? Mã đẹp, mã cam size số 3. Mã đẹp nè. Từ từ để em xíu đây mã đẹp đây. Ủa sao mình lấy 2 size vậy chị Ngân Võ? Mua cho hai người đó chị. Chị nào mua nhiều size em phải hỏi mấy chị thông cảm nha, em hỏi để nhiều khi mấy chị comment nó nhầm hay gì đó. Rồi mã đẹp mã cam thiếu mã rồi. Chị lấy 2 size rồi cho chị. Ngân Võ. Áo đang mặc lên trên mã thổ cẩm.
hoàng nhạt cho chị Thạch Nga Trương, thổ cẩm 123 cho chị Thạch Nga Trương, 3 áo hoàng nhạt. Xem 1. Xem 2. Xem 3 cho chị Thạch Nga Trương. Thổ cẩm 123. Thổ cẩm 1 cho chị Ung Điệp. Bây giờ chị Thanh Nguyễn đẹp lạ. Đẹp lắm chị. Thổ cẩm 2 thêm cho chị Thạch Nga Trương. Lấy hoa trắng số 4 cho chị Hoa Hoa à. Hoa trắng số 4 là áo bông ren mặt đó chị. Cái gì thổ cẩm 2 cho chị Thạch Nga Trương. Cho chị quần size 3, quần đen á chị Ngân Võ. Em lấy áo thổ cẩm cho chị Trần Trinh rồi á. Màu hồng. Chị 5445 em chưa thấy số điện thoại của chị. Màu hồng ở trên kênh bây giờ em còn size 3, 4, size 3 với size 5 thôi à. Bên đó size mấy thôi? Dạ. 135, cái mẫu này cũng 90.000 giùm em nha. Cái là này là hồng 4D hoa đào. Cái này hồng 4D hoa đào nha chị. Mét 56, 64kg, mặt size số 5 cho em nha chị Thanh Loan. Áo hồng có size nha chị Lam Mai ơi. Quần đen size 3. Lấy rồi chị Trần Trinh. Lấy rồi chị. Thổ cẩm 2 quần đen cho chị đi 14. Chị đi 14 nhớ nghe điện thoại giùm em nha người đẹp. Đi 14. Em nhớ đi 14 là em nhớ là em gọi hoài không nghe máy nè. Gọi nhưng mà không nghe máy chứ không phải không có gọi đâu chị. Em nhớ đi 14 là em nhớ luôn. Rồi em thấy số điện thoại của chị 0575. Ủa quên. 70kg mặc số 5 chị Thúy Nguyễn. Em thấy số điện thoại của chị 5445. Chị 5445 ơi đặt lại giùm em nha. Chị đặt cái bông gì với size gì lên em giờ mới thấy số điện thoại của chị. Một bé 54 60kg. Mẫu đó chị mặc số 4 rồi, số 4 bỏ bông đó em hết rồi chị. Số 4 mẫu đó em còn màu này thôi à. Số 4 mẫu đó bây giờ em còn 4 màu này. Đây. Số 4 ha, mẫu mà giống như cái áo hồng em treo á. Em còn màu đỏ. Size 4 chị mặc size 4 nha, màu đỏ. Màu trắng. Màu xanh nước biển. Rồi màu vàng nhạt cho em nha. Số 4 em còn 4 màu. Sáu mươi kg 1m65 mặc số 3 nha chị Tuyết Ngọc. Mặc số 3 chị. Dạ ok chị Mộng Tiệp. Mẫu màu vàng em hết rồi chị Hoa Hà ơi. Mẫu màu vàng đó không sai số 4 không còn cái nào hết chị. Size 3 quần size 3 ok nha chị. Cái này là thun, cái này là von lưới cơ giản nha chị ơi. Bông đẹp là áo nào? Chị lấy size mấy chị? Chị lấy size mấy?
bông đẹp là áo này. Chị nào chốt mã đẹp lên, mã đẹp chị lên, mã đẹp về em còn size 3 với size 5 thôi nha. Size 1, size 2, size 4 em hết. Bông này là mã đẹp nè. Mã đẹp em còn size 3, size 5. Bông này chị nào chốt lên mã đẹp giùm em nha. Cái đang cầm á, cái đang cầm là mã đẹp, còn em đang mặc là mã hổ cẩm. Rồi ai chốt mã đẹp thì lên giùm em mã đẹp. Bộ bông đen số 2, chị Thanh Liên giờ mới thấy hôm nay của chị luôn á. Rồi bông đen số 2 chốt cho chị Thanh Liên nha. Thanh Liên khách cũ đúng không chị? Rồi Thanh Liên một bộ. Màu đẹp. Ở đào màu xanh đó. Ở đào màu xanh em có đưa lên đó chị, xanh biển á. Màu trắng cũng được. Rồi chị Lê Thanh lên số điện thoại giùm em. Phương Nguyễn ơi, chị có hai áo em gọi điện không thấy nghe máy, vậy mai em gửi luôn nha. Mai em gửi luôn chị. Rồi hồi sáng nay em gọi cho chị mà không thấy nghe máy. Mã đẹp 3 chốt chị Trần Trinh. Vậy mai em gửi luôn nha chị Phương Nguyễn. Trắng 4 cho chị Phạm Nga Phương. Áo thiêu màu tím cà size 5 không ạ? Chị ơi, áo màu tím cà size 5 em có, nhưng mà đính đá được không? Bông thiêu em hết. Ok chị Thanh Liên. Rồi chị 5445 đâu là ta? Cái mã đẹp là cái mã đó đó. Chị mặc sai máy thì lên giùm em chẳng sai. Bà ba màu tím Huế, màu xanh coban hả? Chị Điệp Trần. Sai máy vậy chị Điệp Trần ơi, sai máy. Tại vì áo bông à, áo màu tối nay chắc em không like kịp. Ủa trắng đê hoa đào hả? Em tưởng chị lấy trắng đó. Ok, trắng đê hoa đào. Các chị xem áo màu, đợi xíu nữa em khui một cái lô áo bà ba màu bông thiêu mới cho mấy chị nha. Còn cái mẫu đó bây giờ nó còn có một hai cái hết rồi. Cái này là khuôn von lưới co giãn giùm em nha chị, von lưới nha. Tiến Huế xanh coban có áo màu bông thiêu á, để chút nữa em khui kịp em like cho nha chị. Trên chị Điệp Trần ơi. Rồi ha, qua mã hổ cẩm nha, ai chú hổ cẩm nó lên hổ cẩm giùm em. Em lấy cái xanh đào, chị nấm than, chị lấy size bao nhiêu ký cho em, cái chiều cao cân nặng đi, cho em chiều cao cân nặng nha, để em lấy size. Rồi em lên tiếp cái bông đen, cái này lên cho em mã sọc vàng giùm em mấy chị, nền đen lên cái sọc vàng, chị nào chốt này lên cho em mã sọc vàng cho em nha. Ủa, cái này mỏng lắm luôn á, cái này rất là mỏng luôn á. Rồi riêng cái bông này em thấy nó rất là mỏng luôn nha mụ ơi, tại vì cái họa tiết nó thưa á nè mấy chị nè, cái này rất là mỏng luôn nha. Đó, nên là về với chị phải phối thêm áo gì ở trong nữa mới mặc được cái áo này á. Riêng cái bông này em thấy rất là mỏng luôn nè. Những cái bông khác hồi nãy giờ nó không có mỏng đến mức này nha. Nên là ai chốt được thì chốt, không chốt được bỏ qua cái bông này giùm em nha. Tại cái này nó mỏng lắm luôn á. Nó giống như là lưới trống luôn rồi đó. Nên là mấy chị mặc cái này, đằng trước thì không sao, trước nó có hai lớp lận, nhưng mà đằng sau nè, mấy chị phải phối thêm áo bờ ra ở trong. Giống như em nè, mặc thêm cái áo bờ ra trong nha. Rồi riêng cái bông này là em nói rồi đó. Ai ok thì mình chốt, không ok đừng chốt cái bông này nè. Rồi ai chốt bông này lên cho em là bông sọc vàng. À, ờ đúng rồi chị, sọc vàng cho em không? Sọc vàng, sọc vàng. Cái bông này mỏng mấy chị.
Ok chị may mẫu hậu. Chị Ngân Võ ơi, áo số 3 là em lấy quần số 3 cho chị luôn đó. Cái thơ dáng đó là mặc quần số 3. Thanh Loan thổ cẩm 5 dưới trắng 5. Thanh Loan lên cho em số điện thoại đi chị nha, mấy chị nha. Cái này mấy chị phải mặc áo một cái bờ ra ở trong giống như em mới mặc được nha. Cái này nó rất mỏng nhưng mà lên cực kỳ xe, cực kỳ đẹp luôn. Rất lên làm cái da mình rất là đẹp nè nha. Đó rồi, ai chốt là lên mã sọc vàng giùm em. Cái này nói trước rồi cho một người riêng, cái này là cái kiểu nó mỏng nhẹ sai không biết, nó trống hết luôn nha, nên phải mặc áo bờ ra ở trong. Ok chị Ngân Võ, sọc vàng số 3 cho chị Thu nha. Sọc vàng 3 chốt chị Thu nha. Cái này chị mặc một cái bra ở trong giống như em lên cực sang, sang lắm. Rất là đẹp luôn nha. Đó giống như chị ở thành phố hay mặc kiểu này nè. Chị Thanh Loan ơi, lên giùm em số điện thoại nha chị. Có số 3 nha chị. Nấm Thang ơi, em không thấy được, em không thấy được số điện thoại của chị Nấm Thang luôn á. Nấm Thang gõ lại giùm em chính số sau thôi, mình đừng gõ số số không đầu. Rồi em thấy số điện thoại chị Thanh Loan nè. Sọc vàng số 2 chị Kim Phượng. Kim Phượng lên số điện thoại giùm em nha. Thanh Loan là chị chốt hộ cảnh chưa chấm 5. Ủa chị Thanh Loan ơi, là một bông thổ cẩm với lại bông trắng hay là trắng 4D chị? Trắng 4D em hết số 5 rồi. Cái trắng mà giống cái hồng đó em hết size số 5. Cái bông trắng thì còn size số 5 nha Thanh Loan. Chị ơi, bông trắng em còn cái bông trắng này size 5 nè. Còn cái trắng mà giống như trên căn em hết số 5. Em lấy chị bông trắng này số 5 được không? Được thì nói được giùm em nha. Này em còn bông trắng này có size 5 nè chị. Còn cái bông mà giống như cái áo màu hồng ở trên thì em hết trắng size số 5. Đợi xíu chị Ho Ho Hà ơi, em phải lên hết mẫu áo bông mới qua mẫu khác được chị. Bữa nay không chốt được thì mai chốt tiếp nha chị Ho Hà. Rồi em thấy số loại chị Nấm Thang nè, chị Nấm Thang chốt cái gì comment lên lại giùm em đi chị. Em thấy số loại chị Nấm Thang rồi đó. Bông trắng, ok chị Thanh Loan nha. Bông trắng 5 nha chốt chị Thanh Loan. Xanh hoa đào. Ờ, xanh hoa đào bao nhiêu ký, cao nhiêu chị? 70 kg mặc được số 5 nha chị Lan Thùy. Xanh hoa đào chị cho em chiều cao cân nặng đi rồi em qua bông tiếp nè. Rồi cái này mấy chị lên giùm em là mã thổ cẩm xanh cho em nha. Hồi nãy là thổ cẩm, nó lên là thổ cẩm màu cam. Cái này lên giùm em thổ cẩm xanh, đẹp chưa? Lên cho em thổ cẩm xanh kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Thổ cẩm xanh kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Lên cho em mã thổ cẩm xanh. Đẹp quá. Nền xanh phối với cam mấy chị. Rồi ai chốt thổ cẩm xanh lên cho em. Hồi nãy là màu cam không thôi, nền cam lên nền đen. Còn cái này là nền nền cam lên nền xanh nha. 53 kg mét 56 là chị mặc size số 2. Rồi xanh hoa đào 2 chốt cho chị Nấm Thang.
Chị Phương Nguyễn ơi, cái này là chất von lưới hết, em đang lên cùng một loại chất là nó là von lưới hết đó chị, von lưới cơ giản. Nhưng mà chỉ có riêng cái bông sọc vàng hồi nãy là nó mỏng thôi nha mấy chị, thật sự là mỏng luôn, còn những cái bông này là bình thường nha, những cái bông này là mấy chị lên bình thường nè. Rồi ai chốt bông này lên cho em là thổ cẩm xanh. Thổ cẩm xanh giùm em mấy chị. Em thấy chị Trần Thư hoa von này, chị đang lên là hoa von nè, von hoa nè chị nè. Bao nhiêu một cái? 90 nha chị ơi. Hoàng Diệu, Hoàng Diệu hồi nãy lấy số 2 ha. Rồi thổ cẩm xanh 2 cho Hoàng Diệu. Thổ cẩm xanh 2 cho chị đi 14. Đi 14. Chị đi 14 mình tên gì chị cho em cái tên luôn nha, cho em cái tên luôn. Một quần đen ống nhỏ, ok nấm than, co giãn nha chị. Số 3 nha chị La Mai. Mẫu hồng xanh đỏ với em. Là cái mẫu hồng này á chị, hồng này đúng không? Mẫu này chị mặc. Size số 3 cho em nha chị La Mai, La Mai lên số điện thoại trước đi chị, lên số điện thoại trước đi rồi bắt đầu chốt đơn. Tổ cẩm 2 cho chị Thạch Nga Trương, tổ cẩm 1 cho chị Ung Điệp. Bông cam 5 cho chị Bùi Hòa. Thổ cẩm 1 cho chị Ung Điệp. Thổ cẩm 2 cho chị Thạch Nga Trương. Cái này cho chị Bùi Hòa. Cái này cho chị Ung Điệp. Chị Lam Mai lên số điện thoại đi chị Dương Thoa. Ok chị Dương Thoa. 54kg 1m59 mặt số 2 cho em nha. Thổ cẩm xanh 3 cho chị Phương Nguyễn. Rồi em thấy số điện thoại chị Mỹ Phẩm Linh Trần nè. Chị Lan Hoa gì đó lên số điện thoại trước đi chị. Để thôi chút nữa mình chốt mình lên số điện thoại nó lại không được. Ái mặt 90 nha chị. 73kg cao như chị Phi Hoàng ơi, 73kg cho em theo chiều cao. Áo đang mặc lên cho em mã thổ cẩm xanh. Thổ cẩm xanh 1 cho chị Thanh. Hello chị Thanh. Thổ cẩm xanh 1. Rồi còn cái này em chốt cho chị Thanh. Chị Dung Kim. Thổ cẩm 2 size 1. Chị ơi thổ cẩm 2 size 1 là sao? Chị Dung Kim bao nhiêu ký cho như chị? 73kg 1m56. Mẫu này chị mặc size số 5 cho em được không chị Phi Hoàng? Eo chị nhiêu? Cái này em chốt cho chị Thanh. Em thấy số điện thoại chị Trần Thư nè, Trần Thư chốt cái gì lên giùm em nha. Đó chị La Mai ơi lên số điện thoại cho em nè. Chị hỏi em là màu đỏ, màu xanh với màu gì. Em lên luôn cho La Mai à, hồng xanh đỏ không? Size số 3. Hồng xanh đỏ size số 3. Đây chị. Đó hồng thì trên canh em treo rồi đó. Em treo trên canh này đó. Hồng xanh đỏ size 3 đây. Rồi còn xanh với đỏ giùm em nè. Mẫu này là mẫu 4D hoa đào 90.000 một áo. Thổ cẩm xanh số 2, đen hồng số 2 cho chị Trần Thư. Đây chị nha. Đó là cái mẫu ba màu thiệu cầu nè. Màu hồng ha. Màu em mặc là màu xanh nha. Xanh biển. Màu này là màu đỏ dùm em nè. Đó La Mai chốt màu nào thì lên dùm em nha. Chị mặc size số 3 mẫu này. Màu đỏ nè. Thổ cẩm xanh size 1 hết cho chị Dung Kim. Thổ cẩm xanh 2. Đen hồng 2 cho chị Trần Thư.
Rồi Trần Thư có đơn rồi nha. Chị nào có đơn follow em đi mấy chị. Thổ Cẩm 2 cho chị Tân Kỳ. Tân Kỳ lên số điện thoại cho em mới có đơn nha chị. Chi Nguyễn 1 áo thổ cẩm xanh dồn đơn. Chi Nguyễn là size mấy? Chị Chi Nguyễn size 2 hả? Rồi thổ cẩm xanh số 2 cho chị Chi Nguyễn. Chi Nguyễn hồi nãy số 2 hay số 1 thì chị, mấy chị kèm cái size lên giùm em với, không nhớ size hết. Chi Nguyễn Tân Kỳ thổ cẩm xanh 2 cho chị Tân Kỳ. Rồi hết thổ cẩm xanh 2 rồi Tân Kỳ ơi. Ở đây đây còn cái cho chị Tân Kỳ. Nè mấy chị lưu ý giùm em đi đơn từ một bộ hoặc hai áo nha mấy chị, một bộ hai áo ship 25.000 ha, hai bộ bốn áo miễn ship giùm em nha. Rồi Tân Kỳ. Chị La Mai ba màu hồng xanh đỏ. Lên số điện thoại giùm em chị La Mai ơi, lên số điện thoại cho em đi mới chốt đơn được chị. Lan Tâm một áo thổ cẩm. Bao nhiêu ký cao nhiêu chị? Bao nhiêu ký cao nhiêu? Xanh biển 4 cho chị. Ô không, xanh em mặc là màu xanh bích nha chị. Chị Hoa Hà ơi, màu xanh biển size 4 là màu này nè. Màu này mới là xanh biển nha chị, màu em mặc là màu xanh bích. Đây xanh biển nó tươi hơn, nó sáng hơn, nó tươi hơn một tông. Ủa cầm sai rồi, ở đây đây. Đây xanh biển, đây xanh biển nó tươi hơn một tông nha, xanh em mặc là xanh bích. Nè, xanh biển đây nha mấy chị. Nói chung cái xanh nào cũng đẹp hết. La Mai ơi, La Mai lên số điện thoại cho em chưa? Mà cái xanh em mặc là hết số 4 rồi chị Hoa Hà. Em lấy cho chị cái xanh này số 4 được không? Được, chị nói được giùm em nha. Ủa bà Hai ơi, chị nhắn tin nha, em không thấy em đọc gì hết. Không biết có lấy quần cái gì không, không biết có đi đơn hay không nên nhắn tin em không đọc gì hết trơn luôn á. Chị Hoa Hà ơi, em lấy chị cái này nha chị. La Mai đâu rồi chị? Nếu mà không lên được số điện thoại giùm em, La Mai bấm có xài Loya không? La Mai có xài Loya không? Bấm các bạn qua Loya nhắn tin địa chỉ số điện thoại qua đây giùm em. Em mới chốt được. Không có hoa nhí nha Mai Quỳnh ơi, chị đang lên á, em thích cái hoa nào em chốt nha. Đang lên là lên hoa mới không á. Hoa nhí bây giờ không có. Họ tiết bông nó lên như vậy không à. Chị La Mai đâu, có ok chưa chị? Ok, chụp màn hình lại giùm em chưa? Rồi nhắn qua cho em để em chốt đơn này người đẹp. Xanh bích không có size 4 nha chị Ho Ho Hà ơi. Xanh bích giờ hết số 4, chỉ còn xanh biển thôi. La Mai đâu rồi? Ủa bà Hai vậy? Chị nhắn qua liền cho em đi. Em có thông tin em mới chốt đơn được nha chị. Em có thông tin em không chốt đơn. Đã chốt xong rồi biết đường nào đâu liên lạc với chị. Mất công ghi vô rồi lại xả ra nữa. Nên nhắn liền qua Loya giùm em nha. Hoặc nhá máy qua giùm em cái cũng được. Chị nào mà nhắn tin qua Loya, các bạn qua Loya thì lưu ý cái tên tóc tóc giùm em với. Chứ em không biết chị nào là chị nào hết á. Nha chị Nam Mai. Vậy mai chị gửi hàng nha bà Hai, mai chị gửi hàng luôn nha. Áo không thôi đúng không? Rồi lên cho em bông này mấy chị. Bông này mấy chị lên cho em là mã trắng cam, mã trắng cam giùm em. Hồi nãy chị về chốt cái gì? Chị 5445 có số điện thoại chưa? Chị 5445 em chưa thấy số điện thoại của chị mà. À có số điện thoại rồi nè. Chị 5445 có số điện thoại rồi. Là chị lấy gì? Xanh đào size số 5 một quần đen ống nhỏ. Ok chị.
xanh đào size 51, quần đen ống nhỏ. Trời ơi, đẹp quá. Lên dây mã trắng cam mấy chị. Xanh đào size 51, quần đen ống nhỏ cho chị 5445. Lên cho em mã trắng cam. Hồng sau lưng em cũng hết số 4 luôn chị Hoa à. Ok em bà hai nha. Trắng cam 1 cho chị Hoa. Chất thun qua lưới co giãn nha chị. Lấy xanh bích số 5 cho chị Thanh Thảo. À quên chưa, xanh bích số 5 với một cái tiếng cà là chị Thanh Thảo lấy đúng không? Xanh bích số 5 với một cái tiếng cà cho chị Thanh Thảo nè. Tí thôi quên chưa chừa ra luôn. Mã trắng cam 3 em chốt chị Trần Trinh. Trắng cam size 3. Ủa trắng cam số 3 sao có 1 cái vậy ta? Hình như là bông nó gửi bị thiếu rồi sao mấy chị? Sao này có 1 cái 1 à? Mấy chị, cái này nó gửi thì nhầm rồi sao á. Có được cái đánh giá là sẽ có cái nào chốt cái đó nha. Rồi vậy là trắng cam chỉ có 1 với 2, còn giờ còn 1 với 2 cũng có 1 trái à. Cái này gửi bị thiếu rồi. Trắng cam 1 cho chị Mai Quỳnh. Trắng cam 3 hết chị Thu Nga ơi. Có 1 cái 1 à. Nếu chút mà xưởng gỡ cho em bị thiếu rồi sao? Cái bông này có 1 cái 1 cái 3 à. Nãy giờ em lên đủ 10 bông chưa mấy chị? Trắng cam 2 cho chị Điệp Trần. Điệp Trần lên lại giùm em số thoại nha. Chị em lấy chị xanh biển. Ok nè. Xanh biển số 4 hả? Chị chị Hoa thôi nè. Kim Phượng ơi, nãy giờ không có số điện thoại nha chị. Kim Phượng chưa có đơn đâu chị. Chị kết bạn em rồi hả chị? Kết bạn nhớ nhắn tin giùm em là cái tên tóc tóc qua để em biết là chị chứ thôi em không biết là ai luôn đó. Trắng cam 2 cho chị Tân Kỳ rồi, hết trắng cam rồi mấy chị ơi. Chị nào mà chốt bông trắng cam chứ đợi làm sao nha. Cái này xưởng gửi thiếu để mai em hỏi xưởng thử cái ông này sao kỳ ạ. Ok chị Thanh Thảo. Trắng cam 3 có 1 cái 1 chốt chị Trần Trinh rồi á. Trắng cam 1 cho chị Thanh. Rồi cái này em chốt cho chị Thanh. Rồi, rồi ai chốt trắng cam nữa bữa sau đi nha mấy chị. Không rồi là không mấy cái à. Hết trắng cam rồi chị Dung Kim.
trứng cà năm thì chị hay lo. Chị hay lo trứng cà năm là cái bông kiểu khác nha. Trứng cà năm là cái bông nó kiểu khác nha chị. Tại cái này chị Thanh Thảo chị biết cái bông này rồi thì chị nói nè, trứng cà năm là bông này nè, chị có ok không chị Thanh Loan? Ok thì ok giùm em, ok thì ok giùm em nha Thanh Loan nè. Rồi chị La Mai là hồi nãy là chốt cái gì ta? Chị La Mai là đỏ, đỏ hồng dưới xanh, đỏ hồng dưới xanh cho chị La Mai. Nhớ nhắn tin qua Lô Gia cái tên top top giùm em nha chị. La Mai rồi, La Mai ba áo lên tiếp cho em nè. Hai vậy là hết tông rồi. À, trắng cam số 5 có nè, chị nào chốt trắng cam size 5 thì lên size 5 cho em nha. Rồi trắng cam cho em size số 5, lên cho em cái bông này là nữa là hết với chị. Trắng cam bây giờ còn số 5 thôi nha mấy chị ơi, số size khác không có nha. Trời ơi mấy chị ơi, nó đẹp quá trời luôn nè. Rồi bông này mấy chị lên giùm em là mã tím vàng cho em, mấy chị chốt cho em mã tím vàng. Bông tím vàng cho em, trời ơi nó đẹp mấy chị ơi, họa tiết siêu đẹp. Lên cho em là mã tím vàng, tím vàng giùm em nha. Tím với xanh coban. Chị Điệp Trần ơi, hình mẫu bông thiêu được không chị? Kết bạn Lô Gia em rồi. Vậy chị Kim Phượng chốt cái gì? Chị chốt cái gì comment lên giùm em đi. Rồi nhớ nhắn tin qua Lô Gia giùm em nha. Giờ chị chốt cái bông gì? Hồi nãy là chị chốt một cái sọc đen size 2 phải không? Một cái sọc đen số 2. Rồi với lại cái gì nữa chị? Trắng cam là hết rồi nha mấy chị, đừng có chốt trắng cam. Trắng cam em chỉ còn size 5 thôi. Bốn áo em mới đi ship nha chị, bốn áo mới miễn ship nha, bốn áo hoặc hai bộ giùm em mới miễn ship. Chị Kim Phượng ơi, chị lấy là em chốt chị bông sọc đen trước ha. Rồi bông em mặc nó dây mã tím vàng, tím vàng kèm size giùm em, tím vàng hai cho chị Nga Quỳnh. Đợi em lên hết cái bông này rồi em lên màu cho màu em chưa soạn ra luôn á chị Điệp Trần ơi. Mấy chị xem màu thì đợi xíu em phải khui kiện em quên khui kiện quen cái tập em phải khui em thiên vô đã, tại tính tối nay chưa có lai áo màu. Áo chị đang mặc em lấy size mấy vậy bà hai? Em lấy xe máy, comment cái size lên chị. Tím vàng 2 cho chị Tân Kỳ. Tím vàng 2 cho chị Tân Kỳ. Tím vàng 3 cho chị Trần Tinh. Rồi tím vàng 3 cho chị Trần Kinh nè, cái này cho chị Tân Kỳ. Tím vàng 2 chị Tân Kỳ, tím vàng 2 cho chị Điên 14. Tím vàng 1 cho chị Dung Kim, Dung Kim lên số nhỏ giùm em nha. Tím vàng 1 cho chị Dung Kim. Dung Kim lên số điện thoại giùm em. Tím vàng 4 cho bà 2. Bông cam vậy, bông cam còn size 4, size 5 mấy chị ha. Bông cam em còn size bông trắng cam á. Còn một cái số 4, cái số 5. Này chốt cho bà 2.
dồn đơn chị gửi luôn nha bà hai nha. Áo em bận là chất, nó là chất vo lưới co giãn nha chị. Thổ cẩm xanh nữa hả? Thổ cẩm xanh size số 2 hết rồi chị. Chị chốt qua thổ cẩm khác đi. Thổ cẩm xanh số 2 em hết. Số 2 còn thổ cẩm màu cam á. Số 2 còn thổ cẩm màu cam thôi à. Dung kim. Giờ em thấy số mọi gì dung kim nè. Hello chị Úc Anh. Thổ cẩm xanh hết nha chị. Lấy chị một cái quần đen ống nhỏ. Lấy cho chị một cái quần đen ống nhỏ. Ok chị Phượng. Lấy chị một áo chín vàng số 4. Rồi chín vàng 4 cho chị Phượng. Quần đen nhỏ size 4. Rồi ok Phượng nha. Thổ cẩm cam với lại một cái tím vàng số 2 dùng đơn cho chị Phượng. Rồi có cái thổ cẩm cam của chị kia chị xả ra, mai em bỏ vô nha. Rồi ai chốt tím vàng nữa là tím vàng giùm em, hình như còn một bông nữa mấy chị. Là ok em bà ha, là em lên đủ 10 bông tím vàng 2 cho chị Thanh Liên. Rồi em đưa lại cho chị lần nữa. Rồi mấy chị có xem áo là ba màu bông thiêu không, màu lên trang vậy đó, nhưng mà nó lên là bông thiêu chứ không phải miếng đá. Rồi còn bông nữa mấy chị, còn bông nữa là hết 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 bông. Ai chốt tím vàng lên tím vàng giùm em nè. Chị Điệp Trần ơi, chị có lấy bông thiêu không? Bông thiêu thì có đó. Thấy chị bình luận không? Không thấy chị. Chị Chi Phan nó không hiện rồi, em không thấy. Rồi lên cho em bông cuối cùng. Hay mấy chị lên cho em mã xanh. Cái này lên cho em mã xanh giùm em nha. Rồi chốt cho em mã xanh. Tím vàng 5. Lên số điện thoại cho em đi chị Chi Phan. Gõ số điện thoại lên cho em nha. Một áo tím vàng size 2 cho chị, trời ơi lên đẹp quá. Tím vàng số 2 cho chị Thi Nguyễn. Để em coi nãy giờ khách có đặt đơn trên nè. Tím vàng 2 cho chị Chi Nguyễn. Áo mặc lên cho em mã xanh mấy chị nha. Xanh kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Một chữ xanh cho em không? Quá đẹp. Chị Phan gõ số điện thoại lên nha em đi chị. Gõ cho em 9 số cuối hay là hiện à. Lên cho em mã xanh kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ai chốt xanh lên cho em mã xanh nha. Xanh kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Xanh 1 cho hoa điểm nhẹ. Rồi xanh 1 chỉ có cái 1. Xanh 1 cho hoa điểm nhẹ. Xanh 5 em chốt cho chị Thanh Loan. Rồi đọc lại cái size bông xanh em mặc là size 1 nha mấy chị.
vô là cái bông em mặc không có rồi mấy chị ơi, vậy này nó gửi lộn rồi. Bông này chỉ có một cái số 1 với một cái số số 4 thôi à. Kỳ vậy. Sao chơi? Sao kỳ vậy? Sao cái này có một cái số 1 với cái số 4 à? Rồi mấy chị đừng có chốt cái bông xanh này nữa nha, bông xanh này nó gửi thiếu rồi, nó bị thiếu bông của em nè, chỉ có một cái số 1 với một cái số 4 thôi. Cái một này em chốt cho Hoa Bỉ Ngạn. Kỳ vậy ta, nó bị sót ở đâu mà ta kỳ ta. Rồi ha, cái xanh này có cái số 4 thôi nha, chị nào chốt bao nhiêu em là xanh 4 thì em đi, là hết cái xanh này đó. Rồi em đưa lại bông lần nữa cho mấy chị rồi em qua mẫu khác cho mấy chị đẹp. Lên lại bông lần nữa rồi qua mẫu khác giùm em nha. Mặc lại cái bông tím đầu tiên nè. Trời cái lá chứ chị vậy thì chị chụp màn hình rồi chị gửi qua Loya giùm em nha, chứ trên Loya cái mẫu này em chưa có chụp hình đâu á. Nó là em khi mà em gửi hình lại là em không có hình để gửi quá. Rồi xe 4 con xanh cho chị Nga Huỳnh nha. Cái này còn có cái thôi, nó bị thiếu con rồi chị. Có cái số 1 với cái số 4 à. Để mai em gọi cho xưởng thử sao đã. Lên nha em, mã này là bông tím. Bông tím kèm size, bông tím size 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Bông tím em hết size số 1. Đó, chị nào mà size 1 thích bông tím lấy qua size 2 về bóp em lại. Em đang mặc là số 2 nè, số 2 là tầm chừng 48 kg đổ lên cho em là mặc được rồi. Em 45 kg nha. Rồi bông tím cho em size 2, 3, 4, 5. Xanh hết rồi nha chị Thanh Thảo. Xanh không có nha mấy chị. Xanh đó chỉ có một cái số 1, cái số 4. Thì mai em hỏi sửa lại nó có bị sót đơn hàng của em dưới không nha. Lên cho em bông tím nha mấy chị. Em giờ chị Linh Nguyễn em gửi rồi, chị gửi hai áo chị rồi đó. Chi Phan chưa thấy số mọi chị Chi Phan nha. Rồi tím 2 lên em bông tím xay 2. Tím 2 em chốt cho chị Tân Kỳ. Tím 2 cho chị Thúy Nguyễn. Lên thì em bông tím kèm size. Bông tím kèm size ha. Không có đồ bộ kiểu nha chị An Thùy ơi. Xanh size 1 hết rồi chị Nguyễn Anh. Bông tím 2 cho chị Đền Nguyễn. Lên cho em là bông tím. Bông tím 2 cho chị Kim Phượng. Chị Điệp Trần ơi, giờ em chưa có soạn vô đây, chưa chị chưa có coi được, em chưa có soạn hàng. Tại vì tối nay em không có tính lai áo màu đó nên là nó chưa có đây, nó ngoài trước á. Giờ chị muốn xem thì chị phải đợi em xíu. Muốn xem phải đợi em xíu, em mới đem vô rồi em phải sắp size rồi ra là. Tại vì tính tối nay là em không có tính lai áo màu mà mấy chị cứ hỏi áo màu. Mà không thì nếu mà không lai được thì tối nay mình coi giùm em nha mấy chị. Chứ đang lai bông này mà biểu đem vô rồi xong rồi em không có chỗ để. Chờ thì chờ được giùm em, chờ giùm xíu em soạn được vô thì em like nha. Rồi lên cho em bông đen. Bông đen kèm size giùm em 1, 2, 3, 4, 5 lên cho em mã bông đen.
bông em mặc lên là em mặc bông tím, bông đen size 1, 2, 3, 4, 5. Cái này em đưa lại thôi nha, chị nào chưa thấy bông nào thì chốt lại giùm em. Nó cho em mã bông vàng, bông vàng kèm size 1, 3, 4, 5, hết size số 2. Rồi bông vàng cho em size 1, 3, 4, 5. Bông này lên cho em là bông tím vàng, đủ size từ 1 tới 5. Lên cho em mã bông tím vàng, bông tím vàng cho em mấy chị hơn. Bông tím vàng. Bông này lên cho em là mã đen hồng, bông đen dồn size 5. Chị Phan ơi, chưa thấy số thoại chị. Chị Phan nè, chị Phan bấm gọi qua cho em đi, hoặc là bấm các bạn qua lô da giùm em đi nha. Chứ em chưa thấy số thoại là em chốt được. Chị bấm các bạn qua lô da, nhắn tin qua giùm em là tên top top của chị mua hàng là Chi Phan nha em, là em biết vô chốt kèm với cái số thoại vô đó giùm em luôn nha chị. Chụp màn hình lại rồi gọi qua giùm em, bấm qua cho em. Bông này lên cho em mã bông đen hồng, bông đen hồng giùm em. Bông vàng hết số 2 chị Kim Phượng. Bông vàng còn 1, 3, 4, 5 hết size 2. Vàng 1 cho chị Ung Điệp. Vàng 1. Rồi vàng 1, vàng 8. Chị Ung Điệp. Nha chị Phan ơi, bấm qua cho em đi để em mới chốt đơn cho chị được nha. Hello cô Trang Lê. Ở như nhìn bất ngờ luôn tại vì thấy tên. Rồi ok cô nha, bông đen hồng số 5. Đen hồng 5. Bông đen. Bông đen size 5 con hết rồi. Bông đen số 5 hết nha, chốt cho cô được cái đen hồng số 5 nha. Đen lên. Rồi em thấy chị Chi Phan rồi nè. Em thấy chị Chi Phan rồi, chị Phan rồi chốt cái gì? Bông đen size số 5 hết chị Chi Phan ơi. Rồi em chốt cho tím vàng dồn đơn chị Chi Nguyễn rồi. Chị Phan chốt cái gì lên lại giùm em nha. Bông đen size 5 em hết. Bông đen size 5 hết rồi mấy chị ơi. Đen hồng đi, chốt qua đen hồng giùm em đi, đen hồng 5. Size 4 bông đen hồng. Không cô Trang Lan, cái này cô mặc size 5 đi cô. Cái này cô mặc size số 5 đi. Cho nó thoải mái. Hay là cô thích lấy số 4. Cái này số 5 đi, số 5 mặc cho thoải mái. Bông đen số 5 hết chị Thúy Nguyễn, chị lấy mã đen hồng đi chị. Đen hồng 2 cho chị Kim Phượng. Bông đen và bông vàng size 4 cho chị Võ Liễu. Bông đen 4 chị Thanh Thảo. Rồi bông đen size 4 hết luôn rồi nha mấy chị ơi, bông đen size 4 hết luôn rồi. Rồi bông đen chỉ còn 1, 2, 3 thôi mấy chị. Bông đen chỉ còn 1, 2, 3. Vàng 1 cho chị Kim Phượng. Rồi vàng 1 cho chị Kim Phượng. Bông vàng 4 cho chị Võ Liễu. Hết bông đen rồi nha chị Võ Liễu ơi, chốt qua bông khác thì em nha, chốt cho chị cái bông vàng trước. Đen hồng 2 cho chị Kim Phượng rồi. Bông tím vàng dồn đơn cho chị Linh Nguyễn.
gò tiếng vàng cho chị Linh Nguyễn. Đen hồng hả chị? Đây nè, bông đen hết rồi, chị nào chốt qua đen hồng giùm em nha. Đen hồng em còn size 1, 2, 3, 4, 5 nè. Ai chốt đen hồng lên cho mã đen hồng. Đen hồng giùm em. Đen hồng size 1, 2, 3, 4, 5. Và bông gì nữa ta? Bông kem. Bông trắng. Rồi đó chị em mã thổ cẩm cam nè, thổ cẩm cam. Thổ cẩm cam cho em size 3 4 5. Thổ cẩm cam giùm em nha, size 3 4 5. Rồi ai chốt thổ cẩm cam lên cho em mã thổ cẩm cam. Bông đen hồng số 5 cho cô Thu Trang Lê rồi đó, bông hồng size 5 em đang mặc. Em đang mặc là cái mặt bông tím đó chị. Rồi công ty rồi em chốt thanh long. Tiếng em chốt chị thanh long. Bông đen. Hello chị Dòng Đời. Bông em mặc kêu cho em là bông tím nha chị. Nè nó có những cái bông tím này nè, nó tím với hồng mà em kêu bông tím. Đó, em đang mặc là kia bông tím. Rồi đen hồng 4 chị Võ Liễu. Đen hồng 4 chị Võ Liễu. Chị Dòng Đời ơi, bữa trước có một bộ em nhắn tin chứ không thấy chị đọc á. Võ Liễu. Bông vàng nãy này nè chị Trần Trinh. Bây giờ bông vàng này nó hết mùa ta. Bông vàng nó hết luôn rồi chị Trần Trinh ơi. Bông vàng đó giờ em chỉ còn size 5 thôi à. Đây. À, size 4, size 5. Bông vàng giờ em còn size 4, size 5 nè, bông vàng đây nè. Còn hồi nãy là một cái mã là tím vàng, còn cái này là bông vàng giùm em nha. Bông vàng này em còn size 4, size 5. Chốt bông vàng cho em mã bông vàng. Rồi bông này lên cho em là thổ cẩm cam size 3 4 5. Thổ cẩm cam giùm em nha, size 1 size 2 em hết. Thổ cẩm cam cho em size 3 4 5. Thổ cẩm cam Kim Phượng có rồi chị. Hồi nãy em chốt chị rồi á. Bông tím 2 cho chị Dòng Đời. Dạ hết số 3 chị Trần Trinh. Cái bông đó em hết số 3. Rồi bông này mấy chị lên cho em là mã đẹp nè. Hồi nãy em lên cái bông này là mã đẹp nè. Mã đẹp em còn size 3, 4, 5. Chứ là chốt mã đẹp lên cho em mã đẹp. Ngọc bích hoa đào size số 2. Xanh bích hoa đào size số 2 hả chị? Ok, xin bích hoa đào số 2 em chốt cho chị Dòng Đời. Chị thả tim cho em đi. Mã đẹp, em còn size 3, 4, 5 nha. Ai chốt mã đẹp lên mã đẹp giùm em nha. Hồi nãy chị nào hỏi em mã đẹp là mã nào, là mã này nè. Size 3, 4, 5.
Rồi đẹp 50 chốt cô Trang lên. Ok chị. Bông đen là bông này. Bông đen giờ em còn size 1. Bông đen hết luôn đó chị. Size 1. Size 2, đây bông đen đây nha. Bông đen em còn 1 với 2. Rồi chốt bông đen lên giùm em là bông đen size 1, size 2. Em lấy bông đen. Rồi mặc lên cho em là bông tím. Nè, bông đen 1 với 2 giùm em nha. Rồi bông đen nè, em còn size 1, size 2. Rồi lên cho em là bông cam. Bông cam size 2, 3, 4, 5. Bông cam size 2, 3, 4, 5 nhìn em nha. Ok chị dòng đời, lên cho em mã bông cam size 2, 3, 4, 5. Họ ơi, đẹp quá. Bông đen size 1, size 2. Rồi lên cho em bông cam size 2, 3, 4, 5. Mã đẹp. Mã đẹp size mấy chị? Lên cái size giùm em với. Mã đẹp lên cái size cho em nha. Rồi ai chốt bông cam lên vậy em bông cam. Chị ơi mã đẹp size mấy vậy chị? Bông đen số 2 chị Nền Nguyễn. Điệp Trần ơi, chị đâu rồi chị? Chị có coi áo bông thiêu không? Thì để em like bông bông thiêu. Còn không em like mẫu khác nha. Chứ áo xanh của ba em không có đính đá. Bông cam 2 chị làm Nguyễn. Chị Kim Phượng ơi, chị em thấy chị nhắn tin là chị lấy bán hả chị? Kim Phượng lấy bán phải cọc cho em nha, cọc em mới đi đơn, còn không cọc em muốn đi đơn đâu nha chị. Mấy bữa này mà để bơm cục hàng về là hơi bị đuối luôn á. Phải em thấy chị nhắn tin Minh Loya là chị lấy bán không? Em biết nãy giờ lấy bán là em không chốt rồi. Tại vì em chỉ chốt bữa nay em chỉ chốt khách lẻ thôi, em không có chốt khách sỉ đâu. Không chị, bây giờ chị quay vô chị cọc cho em 500 ngàn em mới chốt đơn nha chị. Còn không là em xả đơn nha, tại vì hồi nãy giờ chị không nói. Chứ chị nói là em không chốt đơn, tại bữa nay em không nhận đơn khách sĩ nữa đâu. Nha chị ơi. Vô cọc liền cho em, lỡ chốt rồi thì vô cọc liền giùm em mới đi đơn nha. Không là em xả đơn ra cho khách lẻ. Nên em đâu có nhận sĩ nữa đâu. Mã đẹp size 5 mà chị. Mã đẹp em hết size thứ 5 rồi. Ở size thứ 5 có cái bông xanh này nè. Hồi nãy ai chốt bông xanh mà em kêu không có. Có cái bông xanh nè, ai chốt ra vậy? Bông cam 5 cô Trang lên. Mã đẹp em hết size số 5 rồi nha chị. Bông cam 3 chốt chị Trần Trinh. Bông cam 2 cho chị Thanh Thảo.
ấy mặc 90 nha chị Hà. Chị thấy lo chị Hà cấp bông cam 2 hết rồi chị Tân Kỳ. Bông cam size 1 một áo. À, bông cam 2 còn cái đang mặc nè, làm chốt chị Tân Kỳ. Bông cam size 1 hết nha chị Thanh Thảo ơi. Bông cam size 1 em hết. Ủa Thảo Thanh. Ủa Thảo Thanh mà nãy giờ có chốt nhầm Thanh Thảo. Ờ Thanh Thảo nè. Rồi bông cam 2 em chốt chị Tân Kỳ là bông cam, giờ em còn size 3. Size 3 4 5. Bông cam nha mấy chị. Cái hai này em chốt cho chị Tân Kỳ. Không nha chị Kim Phượng ơi. Trời ơi. Giờ chị cọc thì em mới chốt đơn chị, không là em xả đơn nha, em không có chốt cho khách sĩ đâu. Khách sĩ phải cọc em mới đi đơn. Giờ chị chốt xong rồi hàng tới chị không nhận em biết làm sao. Phải nói trên live phải nói chị lấy sỉ bán để người ta em biết em chốt đơn hay gì, chứ mình im mình chốt vậy sao em biết được. Rồi xong bây giờ chị nhắn thì em nhắn số tài khoản chị cọc giùm em thì em mới chốt đơn chị tiếp được nha. Bông trắng đây, chị nào chốt bông trắng thì em bông trắng. Bông trắng em còn size 1 2 3. Bông trắng còn 1 2 3 mấy chị. Rồi chốt bông trắng lên bông trắng giùm em. Bông trắng size 1, 2, 3, 4. Rồi bông trắng còn size 1, 2, 3, 4. Đổi bông cam cho chị Thúy Liễu nè. Bông cam đổi chị Thúy Liễu. Dạ hết bông cam số 1 rồi chị Thanh. Võ Liễu chứ. Bông xanh 5 cho chị 5, 4, 4, 5. Size 2. Chị hello xin nha, lên cái mã bông giùm chị đi, mới thay ra không biết em lấy cái mã mặt là mã nào. Bông xanh 2 hết chị Nguyễn Phượng, cái đó nó bị thiếu bông rồi á. Các xưởng gửi thiếu sao nó có mấy cái à. Bông cam size 4 hết luôn rồi chị. Size 4. Bây giờ em còn mã trắng cam này thôi nha, bông cam em hết. Size 4 giờ còn mã trắng cam này nè, chị nào chốt trắng cam lên cho em mã trắng cam, đẹp chưa? Lên cho em mã trắng cam size số 4. Chốt trắng cam lên trắng cam cho em nha. Trắng cam. Đổi bông hồng lấy bông vàng chị Hồ Thanh Viên ơi. Đổi bông hồng là đổi bông nào chị? Nãy giờ em không có lên cái bông nào là bông hồng hết á. Bông vàng hồi nãy em chốt cho chị rồi mà. Em chào chị Hân Kỳ nha. Cam 4 hết rồi chị Hân Kỳ ơi, size 4 bây giờ em còn bông này thôi à. Bông trắng cam size 4. Tím hồng size số 5. Một đường đen ống nhỏ. Ui chị. Ui mấy chị ơi chốt rồi đừng có chốt lại giùm em. Cái tím hồng này chị có chưa vậy chị 5445 ơi. Cái tím hồng cái là cái tím cái này nè, là lên mã hoa tím giùm em, lên mã gì để chị đọc mã đó, đừng có đọc theo cái ý của mình nha, là em chốt không đúng. Cái này là lên mã hoa tím cho em nè, hoa tím này hồi nãy nhớ chốt chị rồi sao mà chị. Ủa nói chị bà chị chốt rồi còn chốt lại nữa. Chị Trang Phùng ơi, chị chốt gì tùm lum sai vậy chị? Trắng cam 4 chốt cho cô Trang Lê. Đó là
ơn bạn số 2 chị Tân Kỳ. À, bạn lên cho em mã hoa trắng chị. Hoa trắng thì nha. Rồi đây nè, nền bông đen hồng đây chị ơi. Cái này là đen hồng cho em nha, chứ không phải là mã hoa hồng đâu. Nãy giờ em không có lên cái nào mã hoa hồng quá. Cái này lên cho em là mã đen hồng. Chị lấy thì lên số thoại giùm em chị cho em cùng. Em thấy khách nào mà chốt nhiều size em đều hỏi hết đó chị. Khách nào mà chốt một lần nhiều size em đều hỏi hết đó. Rồi chị nào chốt bông này lên mã đen hồng cho em nha. Đen hồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chị chốt thì lên cho em số thoại. Mấy cái rồi em không nhớ đâu chị Tân Kỳ ơi. Mai em chốt đơn thì em báo số lượng cho mình nha. Chứ em đang like em đâu nhớ của chị nào mấy cái mình chốt thì mình nhiều khi mình không nhớ nổi, sao em nhớ nổi. Rồi ai chốt đen hồng lên đen hồng giùm em. Giờ mấy chị ơi, bây giờ mấy chị muốn xem mẫu gì? Xe 1 bây giờ còn mấy bông này nè em nè. Hình như còn 2 cái, 3 cái nữa thôi. Em lấy qua xe số 2 đi, xe số 1 giờ còn mấy bông này. Em thấy chị Trần Anh Khuyến. Em thấy chị nha. Đen hồng 1 cho hoa bỉ ngạn. Áo màu rồi, áo màu đợi chị em xíu. Thổ cẩm chị coi hả? Đây nè, khoan đợi em xíu nè. Mấy bông này còn size 1 nè em. Tê đen hồng nhìn chị nha. Đen hồng không lấy đen hồng ok em nha. Rồi bông đen hồng chỉ còn size 1 nè, bông đen nè, bông đen ha. Bông này lên cho em là bông tím vàng size 1 nha. Mấy bông này có size 1, bông tím vàng, bông trắng. Chị nào mà em không thấy mấy chị comment nhiều nhiều lên nha, mấy chị nhiều nhiều lên đó thấy. Rồi ha, là còn 4 cái bông này là có size 1 nha em TT ơi. Rồi thổ cẩm nè. Thổ cẩm thì bây giờ là em còn thổ cẩm cam. Thổ cẩm cam size 3, 4, 5 cho em mấy chị. Thổ cẩm cam cho em nè. À đây em có số 1. Thổ cẩm cam em còn size 3, 4, 5 nha. Ai chốt thổ cẩm cam lên thổ cẩm cam nhìn em. Rồi thổ cẩm cam cho em size 3, 4, 5. Bông này lên dạy em là thổ cẩm cam. Đen hồng 1 cho tan tan. Chị bỏ án là bay, chị có chốt thêm được cái nữa không chị? Đen hồng 2 cho chị nào Nguyễn. Oh.
Chị Nguyễn Phượng ơi, cái xanh có size 2 nè. Sao hồi nãy em thấy bây giờ bắt đầu lòi từ từ ra nè chứ. Nguyễn Phượng còn đó không chị? Rồi xanh này em còn hai cái số 2 nè. Chị nào chốt xanh 2 lên xanh 2 cho em nha. Đẹp chưa? Hồi nãy em không thấy thôi. Bây giờ nó lòi lòi ra. Giờ nó vơi vơi bớt nó lòi ra nè. Nãy nhìn nhìn nó lòi con mắt ra, nhìn cũng ra nữa. Đen hồng size 4 hả chị Hân Kỳ? Rồi đen hồng 4 em chốt cho chị Hân Kỳ. Hồi nãy giờ không thấy chị ơi, nó không hiện chị ơi. Hai áo một quần rồi hả? Ok chị. Chị Nguyễn Phượng đâu rồi ta? Em chốt chị Nguyễn Phượng cái bông xanh này nha, đâu rồi? Hồi nãy hỏi em mà em không thấy. Rồi bông xanh em chốt cho chị Nguyễn Phượng một cái, chị Nền Nguyễn một cái. Chị Kim Thảo size 4 hộ cẩm cam cho chị Linh Nguyễn. Chị Trang Phùng em chưa thấy số điện thoại của chị nha. Trang Phùng ơi, Tân Kỳ có hộ cẩm rồi, đừng chốt hộ cẩm nữa nha chị Tân Kỳ. Kỳ hồi nãy em nhớ hình như có thổ cẩm rồi đó. Mình chốt mà mình còn không nhớ luôn. Biểu nhớ xem nhớ hết nổi trời. Em thấy số điện thoại chị Trang Phùng nè. Rồi Trang Phùng chốt cái gì lên đơn lại giùm em nha. Trang Phùng chị chốt gì đen hồng số 3. Trang Phùng chốt gì lên lại giùm em đi chị. Đen hồng xe 3 phải không? Rồi em chốt cho chị một, được một cái đen hồng số 3 rồi nha. Chị chốt gì comment lên lại cho em ha. Bông xanh 2 hết rồi chị Tân Kỳ. Bông tím đây chị ơi. TT ơi em, chị còn mấy cái đó số 1 của em chốt được cái nào không? Bông xanh 2 hết rồi chị nè, bông tím nè. Cái này nó bông tím với hồng nhưng mà em kêu chữ một chữ tím thôi, để chủ yếu là để phân biệt giữa áo này với áo kia để bán thôi mấy chị. Còn cái mình lên mình nhìn trên hình nó sao thì ngoài nó như vậy thôi nha. Đâu nhất thiết phải cãi lại em là bông đó là bông hồng đâu. Em kêu để em phân biệt bán mà, tại vì nó còn có những cái khác nữa. Rồi, ai chốt cái này lên thì em là bông tím. Bông tím em còn size 2, size 3 thôi mấy chị, 4 5 hết luôn nha. Bông tím em còn 2 với 3. Rồi mã đẹp cho em còn size 3 thôi. Mã đẹp em còn size 3, size 4. Chị nào chốt mã đẹp lên cho em mã đẹp. Thổ cẩm 1 em hết. Thổ cẩm 1 xíu dặn mặt rồi. Rồi cái này lên chị em là mã đẹp ha. Mã đẹp em còn size 3, size 4. Rồi mã đẹp cho em nè. Ở em đang mặc cái này là size số 3 nha mấy chị. Rồi ai chốt mã đẹp lên mã đẹp giùm em C3, C4. Đen hồng 3. Thổ cẩm cam hết size 2 chị Nền Nguyễn. Đen hồng 3 cho chị Kim Hoa. Mong ai mặc lên cho em mã đẹp. Bông cam 3 và đen hồng số 3 chốt hai áo bông cam. Bông cam 3. Rồi. À, chị Trần Trinh ơi, cái vàng còn size 3 nè chị, có chốt áo vàng đó vàng em nha, là để nó nằm cục cái đây nè. Bỏ nó nhiều quá em nhìn nó không ra luôn. Bông cam.
cho chị trang phục. Chị Trần Trinh ơi, đâu rồi bông vàng nè? Bông vàng giờ em còn nha, em còn số 3 nha, hồi nãy không thấy. Rồi ai chốt bông vàng lên bông vàng cho em. Bông vàng em còn size 3, 4, 5. Mã đẹp hết size 2, chị Tân Kỳ. Đen hồng size 4 hả chị Kim Thảo? Trời ơi. Rồi, đây size 4 em còn có 3 bông thôi. 4 bông. Size 4 còn 4 bông nha. Kim Thảo lên số điện thoại giùm em chị. Kim Thảo lên số điện thoại giùm em. Trời ơi, bông này lên mới đẹp em ơi. Rồi còn ai xem bông gì nữa không mấy chị? Lên cho em mã khổ cẩm xanh, hồi nãy là khổ cẩm trang, nữa thì lên cho em là khổ cẩm xanh. Khổ cẩm xanh cho em size 3, size 4, size 5. Hồi nãy là khổ cẩm trang mấy chị ha, cái này lên thì em là khổ cẩm xanh nha. Thiên Thảo, cà phê Thảo Trang hả? À, ok chị. Rồi lớp, trời ơi, đẹp chưa? Lên cho em mã hổ cẩm cam. Hổ cẩm cam cho em nha, C345. Chị, vậy số 4 còn mấy bông này chị chốt hết đi. Hổ cẩm cam, hổ cẩm xanh, bông vàng, mã đẹp nè, mã trắng nè. Số 4 em còn 5 số bông gì á? Rồi cái đen hồng này cho chị Thảo Trang, cà phê Thảo Trang. Khổ cẩm cam hết số hết số 2 rồi mấy chị. Rồi nha, chị nào size 4 chốt người em nha. Khổ cẩm cam em lên rồi, khổ cẩm đang mặc là khổ cẩm xanh. Bông trắng nha em ha. Bông trắng. Mã đẹp. Mã đẹp giùm em nè, mã đẹp. Rồi. Mã gì nữa ta? Rồi hết rồi đó. Cái này cái gì? Mã tím vàng. Mã tím vàng cho em nữa nè chị, mã tím vàng cũng có size 4 luôn nè. Mã tím vàng giùm em. Đây ha. Bông này cũng có size 4 luôn. Rồi tím vàng là em còn size 1 1, 3, 4, 5. Mã tím vàng size 1, 3, 4, 5 giùm em. Nguyễn Giang, một sọc đen, một bông tím size 2. Sọc đen là cái nào ta? Em nãy giờ không lên cái nào là sọc đen đó chị. Cái bông vàng ba chốt cho chị Trần Trinh cái này. Để mai em coi thử, mai em coi thử nha chị. Mai em coi nha chị, 5445 ơi. Giờ này nói em không nhớ đâu, mà lúc chị chốt sau này thì hết thì em báo hết rồi đó. Còn cái hoa tím số 5 nè. À, bông xanh. Rồi để em chết cho chị cái bông tím này luôn. Hôm nay nó có trùng thì em bỏ ra nha. Một cái thổ cẩm xanh cho chị Trang Phùng. Rồi thổ cẩm xanh cho chị Trang Phùng. Bông vàng 4. Bông vàng 4 cho chị cà phê Thảo Trang. Rồi hết bông rồi mấy chị, em hết bông rồi đó. Mặc thử tím vàng. Đây tím vàng đây. Hộ cẩm xanh với mã đẹp. Hộ cẩm xanh với mã đẹp chị chia bỏ ơi, bao nhiêu ký cao bao nhiêu chị? Nè bông này đó cho em là bông tím vàng. Không em ơi. Ờ có.
Có nhưng mà chắc tối mai mới like lận. Đây bông này là bông tím vàng giùm em nha. Chốt lên cho em mã tím vàng. Tím vàng kèm sang. Giờ có cái mẫu mà bà ba một màu bông thiêu á, chị nào xem bà ba màu bông thiêu thì em lên. Sọt đen mà có lót ở trong hả chị? Ờ. Là cái này hả? Cái này là lô trước, nó cũng giống mẫu em đang like, nhưng cái này lô trước, cái này em đang sale nè. Cái bông này em đang sale có 70 thôi nha. Chị nào chốt mã sọc đen lên thì em là sọc đen. Sọc đen sale nha mấy chị. Sọc đen này em còn size 2, không nhớ vào cái máy luôn. Size 2, 3, 5. Rồi cái sọc đen này nè, sale 70 ngàn nha mấy chị thôi. Em còn size 2, size 3, size 5. Rồi với lên số điện thoại giùm em nha. Chị Võ. À, chị Nguyễn Giang. Sọc đen nói mỏng hả? Đây. Quên, cái này nãy em nói mỏng cái hơn mặt luôn. Chị nào nha mấy chị, cái này là nói mỏng nha, cực kỳ mỏng luôn. Riêng cái bông này nè, mấy chị phải mặc áo lót ở trong cho em mới được những cái bông khác mặc bình thường. Nhưng riêng cái bông sọc đen này nha, tại cái kiểu vải nó như vậy sao, cái kiểu nó là sang, phải kèm lót, áo lót ở trong á. Nên ai chịu thì mình lấy cái bông sọc đen này cho em nè. Đây nha mấy chị ha, cái kiểu nó giống như là lưới mỏng luôn á, mấy chị phải mặc áo và ra ở trong cho em. Là cái này nha mấy chị, đó mặc áo và ra giống như em đang mặc thì mới mặc được cái áo này nha. Là cái này đúng không chị? Bao sang luôn mọi người. Nó kiểu là áo lưới luôn á. Ok em. Chi Võ là mặt size số 3 nha chị. Chi Võ chốt gì ha. Thổ cẩm xanh với mã đẹp cho chị Chi Võ. Tím vàng cho chị chưa? Hồi nãy chị Linh Nguyễn có chốt tím vàng không? Có chốt rồi là em lấy rồi. Hình nhớ nãy giờ chốt cho chị Linh Nguyễn được 2 áo hay sao á. Bộ cẩm xanh với mã đẹp cho chị Chi Võ. Cẩm xanh. Rồi cái áo này cho chị Chi Võ. Cái này đúng không chị Nguyễn Giang ơi? Em mặc lên sọc sọc vàng, hồi nãy em lên là sọc vàng chứ không phải sọc đen. Cái này lên cho em là sọc vàng. Là Nguyễn Giang chị lấy bông tím số 2. Rồi Nguyễn Giang cho em số điện thoại đi chị. Nguyễn Giang cho em số điện thoại đi. Bông tím 2 với lại một cái em đang mặc. Nguyễn Giang ơi, lên số điện thoại giùm em với. Thổ cẩm xanh còn số 3, chị Lên Nguyễn, chị về chị bóp lại thì được không? Chế hết số 2. Sọc vàng 4 cho chị Hồ Nguyễn Lan. Nguyễn Giang đâu rồi chị, lên giùm em số điện thoại chị ơi. Gửi luôn khỏi gọi điện, ok chị.
Ờ đúng rồi đó chị, hai áo. Đâu rồi Nguyễn Giang ơi, chấm like lên nhìn em với, không thấy mình luôn rồi. Rồi ha mấy chị, qua mẫu nha. Bây giờ mấy chị 10 giờ mấy rồi hả? Không lên kịp mẫu mới rồi mấy chị ơi. Ai còn xem chấm like giùm em đi, chấm like cho em ha. Có cái mẫu này nhá, cái mẫu này mấy chị có xem em lên luôn nè. Mà tại vì chưa có bung ra. Ok chị Nguyễn Giang. Rồi em thấy số thoại chị Nguyễn Giang này là một cái sọc đen với cái hoa tím. Ok chị Nguyễn Giang nha. Cái mẫu cho là sao, size số 5. Rồi chị Điệp Trần ơi, đợi em xíu nha mấy chị, giờ xem áo màu á, nhưng mà bông thiêu nha, đính đá em hết. Đợi em xíu đi, 2 phút em ra em khui lên hàng vô online cho mấy chị nha. Đợi giùm em nha. Rồi lai mẫu này, 85.000 cho em nha. Trời. Đây nè chị, xanh cô ba với tím hoa hay nè chị Điệp Trần ơi, nó lấy luôn rồi chị. Mà bông thiêu cho em nha. Một đôi chim đang đậu trên một nhánh mai, báo hiệu xuân về. Rồi mẫu này áo 13 một màu bông thiêu cho em 85.000 một áo mấy chị, màu đang lên màu tím Huế này. Đây chị Điệp Trần ơi, sắp rất vui. Thở mỏi luôn á.
tại sắp vội vàng quá nó hơi bị mệt. Chị nào xem cái mẫu em đang like nè, mấy chị chấm like giùm em đi. Chị Thanh Loan gì đó hồi nãy hứa em lên màu nè. Rồi đây, chị nào chốt này lên cho em là màu tím Huế kèm size 12345 bông thiêu. Bà ba bảy bo chị mới vừa like xong đó Sương Sương ơi. Là em lấy chị là cô ba làm sao số 2. Một cô 32 với một tím Huế nha. Rồi ai chốt áo tím Huế cho em đang mặc áo lên thì em là tím Huế. Cô ba đẹp chồng. Bây giờ chị Dung Kim nha, bộ bông nó chắc chưa mai đi chị, tối nay không like bộ bông đâu, giờ em like áo này là không like lên bộ bông được rồi. Rồi lên cho em là xanh coban nè. Trời ơi, quá đẹp như vậy. Xanh coban kèm size 12345 cho em màu xanh coban. Xanh coban cho em nha. Rồi ai chốt coban lên cho em mã coban size 12345. Này là bông thiêu chị ha. Một màu bông thiêu. Rồi lên cho em xanh coban nha. Size 2345. Có màu trắng. Có mà. À có màu trắng. Đây chị nào chốt trắng lên mã trắng giùm em. Rồi em thấy số điện thoại chị Luyến Bến Tre nè. 1m6, 62kg. Mẫu này chị mặc số 3 cho em nha chị. Luyến Bến Tre, ok chị nè. Cô ba số 3. Rồi em lên trắng luôn cho. Cô ba 3. Tím cà, hình như không có tím cà chị. Tím Huế. Tím cà chỉ có đính đá thôi chị. Rồi xanh coban cho em ha. Tím cà có đính đá được không chị? Ban cho em màu trắng nè. Trắng kèm size cho em. Một quần đen. Chị nhắn qua tin nhắn giùm em đi chị Lê Nguyễn. Để em vô đó em chốt, em nhớ nhiều khi trên like em không nhớ. Trời ơi màu trắng đẹp thì ta. Màu trắng lên đẹp quá luôn nè. Rồi ai chốt trắng lên trắng cho em nha. Trắng kèm size cho em 12345. Áo em đang lên là áo và ba một màu đính đá. Áo quên, áo và ba một màu bông thiêu mấy chị. Rồi chốt trắng lên trên mã trắng. Ông ta có tính cả số 5 em để như nào. Vậy là lấy tím Huế hả? Rồi em lấy tím Huế nha. Tím Huế xài số 5. Cho chị Thanh Loan. Lựa xong nhắn tin em không chẳng trả lời vậy, không biết đường nào đi đơn hết, em đi nhắn địa chỉ qua cho chị đi Sương Sương. Số 1 bây giờ chỉ còn mấy áo này nè, 4 áo này thôi à, em lựa đi. Bông tím vàng, bông đen,
với bông trắng còn 3 không? Và còn 3 áo thì size số 1. Nè, số 1 nha. Chị còn bông trắng, bông đen, rồi với bông tím vàng. Dưới bông tím vàng ha. Còn 3 bông này thôi. 3 bông này size số 1. Ờ dưới cái bông này nữa, bông đen hồng nữa. Là 4 bông. Bông đen rồi đen hồng, rồi trắng với lại mã tím vàng. Cho coi màu xanh. Màu xanh nào chị Kim Thảo, màu xanh mẫu em đang mặc hay gì? Rồi chị còn 4 bông đó, size số 1. Em chờ chị Bảo Ngân nha. Ai chốt trắng thì em mã trắng. Xanh em có 3 tông màu xanh, xanh của ba em lên rồi đúng không? Bây giờ em lên cho mình là xanh lá. Màu xanh lá tươi. Màu xanh lá tươi nha. Màu xanh lá tươi mà em này chốt xanh lá tươi cho em, xanh lá tươi. Đẹp. Màu đẹp. Chốt lá tươi lên trên mã lá tươi mấy chị ha. Xanh lá tươi kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Xanh lá tươi kèm size 1, 2, 3, 4, 5 cho em ha. Rồi ai chốt xanh lá lên trên mã xanh lá. Bông đen chốt đủ đơn luôn đi xương xương ơi. Thôi thôi bữa trước em chốt 2 cái thì lên xong bị rớt lại, cuối cùng phải xả nổ. Xong nhớ nhắn địa chỉ lại nha chị. Bông tím vàng số 5 Bảo Ngân. Còn á Bảo Ngân, tím vàng số 5 em còn. Số 5 em còn bông tím vàng, bông thổ cẩm xanh. Tím vàng, thổ cẩm xanh, thổ cẩm cam, mã đẹp. Mã vàng, mã đen hồng, mã bông cam, xe thứ 5. Đây, xe thứ 5 còn tổng đẹp không ạ? Tím vàng số 5 nha, nha. Bông cam số 5 nè. À, bông trắng cam chứ. Bông trắng cam xe số 5 nè. Rồi, bông thổ cẩm xanh. Thổ cẩm cam cho em size số 5 nè. Chị nào size số 5 chốt thổ cẩm xanh, lót thổ cẩm cam. Rồi thổ cẩm xanh luôn nha. Có hai mã thổ cẩm cam, thổ cẩm xanh. Nên lá size 4 cho chị Kim Thảo. Thổ cẩm cam, thổ cẩm xanh cho em. Mã bông đen hồng. Mã bông đen hồng nha. Đó. Với lại mã tím vàng. Chốt lên em xanh lá 4. Xanh lá 4 cho chị. Cà phê Thảo Trang. Thêm cái nào bông đen thì đó chị lên hết 4 bông, có size 1 thì em lựa đi chứ em chị lấy, chị biết lấy cái nào cho em. Em lựa đi. Có màu đỏ nha chị. Trời ơi, mà Tết là phải có màu đỏ. Nay em lên màu đỏ luôn. Bông đen rồi á, em lấy thêm bông gì nữa thì em lấy đi. 4 bông chị lên là còn số 1 đó. Lên cho em màu đỏ. Đỏ kèm size cho em từ 1 tới 5 mấy chị. Cho em màu rồi hả? Em lấy cái mã tím vàng đi. Cái mã tím vàng nó lên đẹp lắm. Rồi ai chốt đỏ, đỏ cho em nha. Đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên trên mã đỏ. Đẹp quá trời luôn mấy chị. Đỏ. Em lấy mã tím vàng đi. Để mặc thử cho cái tím vàng nè. Đâu rồi?
bông đen này với cái tím vàng đẹp nè. Rồi nhớ nhắn địa chỉ của em chị nha, chứ lâu quá chị không còn địa chỉ của em, không biết nó nằm đâu, với lại cái tên xương xương nó trùng nữa, không biết đường nào. Nè đó, đẹp chưa? Sương Sương có tin nhắn ở bên tin nhắn Messenger rồi đó, thì em nhắn tin địa chỉ của anh chị luôn đi, khỏi lên số điện thoại em đây, nhắn địa chỉ của anh chị luôn, chốt cho hai áo coi hữu cảnh lại. Ok chị Nền Nguyễn nha, rồi cái này của Sương Sương đỏ hai chốt cho chị Việt Trần. Sương Sương này đỏ hai cho chị Việt Trần, không nhớ nữa bà hai ơi, em chốt đi rồi mai chị coi có thì chị bỏ ra, còn không có thì chị để luôn chị gửi. Mà nhớ đọc tin nhắn nha bà hai, sao nhắn tin đọc với chơi vậy. Thổ cẩm thì em, thổ cẩm có hai tông thổ cẩm, một cái thổ cẩm cam, một cái thổ cẩm xanh, một cái thì nó lên toàn màu cam, còn cá vừa xanh vừa cam đây nha. Cái này là chị lên là thổ cẩm xanh nè đó, cái này là chốt là thổ cẩm xanh rồi, cái này là lên là mã là thổ cẩm cam nha, thổ cẩm cam. À, em chốt cái nào em lên rồi em tiếp cho em màu màu đen đi ha, đỏ rồi giờ màu đen ha, em chốt đen, em trên mã đen nha, đen kèm size 1.5 nhìn em, em trên mã đen màu đen nè. Đen giùm em nha. Rồi lên cho em mã đen kèm size. Áo 85 chị, áo 85 quần 60 một bộ là 145, hai bộ hoặc bốn áo là em miễn ship nha. Còn một bộ ship 25 giùm em. Rồi ai chốt bộ này lên cho em là đen, ai chốt áo này lên cho em là đen. Đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 trên mã đen ha. Ai còn xem like chấm like cho em mấy chị ơi. Vậy hả? Vậy thì cứ vậy là chị gửi thôi, khỏi cần phải gọi ha, phải nhắn gì hay sao em? Ai còn xem like chấm like giùm em với, rồi ai chốt đen cho em mã đen, đen kèm size 1.5 cho mã đen ha. Tím vàng bông đen đỏ, tím vàng bông đen đỏ. Ủa bông đen đỏ là bông nào ta? Bảo Ngân đâu rồi ta? Mã tím vàng và mã đen hồng nha, và bông đen hồng phải không, không phải bông đen đỏ nha, đen này là đen hồng, đen này em lên là mã đen hồng nha, không phải đen đỏ nè, màu hồng nó rõ ràng nè, không phải màu đỏ đâu. Ba áo này đơn không có đủ miễn ship nha chị Kim Thảo ơi, tại vì ship bữa nay bên bưu cục nó ship nó lên giá rồi, bình thường á em ship 25 em hỗ trợ với chị còn 20, bữa nay ship nó lên 30 luôn rồi, là em hỗ trợ với chị được 25 mà phải 4 áo em mới miễn ship được. Chứ ba áo mấy chị nghĩ một áo lời được có 20.000, ba áo 60.000, miễn ship hết 30.000 là ba cái áo lời còn có 30.000, tiền keo, tiền bao bì, gọi điện thoại, chốt đơn công lai, mà một áo lời chưa tới được 10.000 không có đủ đơn với chị. Nên nay 4 áo hoặc 2 bộ em mới miễn ship, 3 áo em không miễn ship được nha. Đó, ship của người ta là ship đồng giá 30-35, em ship mấy chị bữa nay là 25 là cũng là rẻ rồi. Tại vì ship này của cục nó lên đó mấy chị. À rồi ok chị, là bông tím vàng với lại đen hồng.
Bảo Ngân lên lại số điện thoại giùm em chứ. Bảo Ngân khách cũ hả? Thật sự không nhớ nổi, khách cũ khách mới em không nhớ hết nổi, nên là mấy chị cứ lên lại số điện thoại cho mấy các ăn nha. Có số điện thoại là khách cũ là em tìm ra hết, còn mà cái tên em tìm ra nó một dọc là nó Bảo Ngân, là không biết Bảo Ngân nào ra Bảo Ngân nào hết luôn mấy chị. Rồi em lên tiếp màu vàng đi, màu vàng cho em nha, chốt vàng lên cho em mở vàng. Lấy thêm một áo cho đủ luôn mẹ chị, lấy nè chị màu vàng đi cho nó tươi. Rồi em chốt vàng lên vàng cho em nha. Dạ ở Việt Nam nha chị, ở Việt Nam nha, người đẹp. Rồi ôi nó vàng nè, ai chốt áo vàng lên nó vàng cho em nha, vàng kèm size cho em không. Chị lấy bông hả? Chị lấy bông vậy, chị còn cái bông gì nữa ta? Cái bông trắng cam chị lấy bông, bông gì? Bông gì chị lấy thêm bông nữa? Hay là ngày mai em coi có chưa có bông nào thì em bỏ vô. Rồi lên cho em mã áo vàng nha mấy chị, vàng. Chị ơi size số 4 bây giờ là em toàn thổ cẩm cam, thổ cẩm xanh. Thổ cẩm cam, thổ cẩm xanh à, mã đẹp với lại mã bông trắng nha chị. Còn 4 bông này ha, chị chốt bông nào chốt thêm nha em bông nữa. Mã đẹp cho em nè, với lại mã bông trắng. Rồi ai chốt vàng cho em mã vàng. Khách cũ ok Bảo Ngân nha. Rồi vàng kèm size giùm em. Lấy bông nào thì em một bông nữa lên cho em nha chị Trung Thảo. Rồi lên tiếp cho em là màu xanh, màu xanh nước biển nè. Xanh nước biển giùm em. Mẫu đang mặc có 10 màu chị. Xanh biển kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Áo hồng trên canh là áo 4D 90.000 một áo. Rồi lên cho em màu xanh nước biển nha. Là có 3 tông màu xanh. Chị Trần Trinh, hồi nãy cờ bông vàng còn số 3 em lấy một cái em bỏ cho chị rồi á. Hồi nãy chị hỏi mà em tìm nó nhìn nó ló mắt nó nhìn không ra, xong rồi lúc nãy có tìm thấy á, rồi em bỏ cho chị á. Cho em có bỏ cho chị cái áo bông vàng size 3 rồi á chị, được không? Có lấy không, thấy em bỏ ra tự ý bỏ, tại nãy nhớ chị hỏi. Ok chị nha. Rồi lên cho em mã xanh nước biển. Thổ cẩm vàng. Là thổ cẩm, em kêu là thổ cẩm cam á. Rồi ok chị. Rồi cho kêu Thảo Trang à, vàng ba chốt cho chị Trần Trinh. Mẫu em đang lên là 85.000 một áo, 60.000 một quần nha chị. Chị Thủy Thu. Thủy Thu có đơn gì ta? À Thủy Thu gọi điện nghe máy chị ơi, em nhớ rồi. Thủy Thu có đơn áo 4D nè. Hai áo 4D đúng không chị? Một cái màu hồng với một cái màu gì mà gọi điện không có nghe máy chứ không phải gọi đâu. Gọi điện không nghe máy á. Mã đẹp đây nè chị Bảo Ngân, mã đẹp đây. Cái này là mã đẹp nha chị. Nhưng phải nghe máy mà gọi kêu là lộn số hay gì á.
kêu là lộn số hay gì á. Áo em đang mặc là chất chất thun lay dông co giãn nha chị, chất thun lay dông, còn mà áo bà ba bông là chất, nó là chất bông nướng. Rồi ai chốt xanh biển, xanh biển giùm em. Đỏ và xanh biển size số 2 đúng không chị Thủy Thu? Em nhớ là chị là hai cái áo mẫu 4D như vậy nè. Đó, nhưng mà gọi điện là không nghe máy hay là báo lộn số gì đó rồi em tắt luôn sao á. Chứ không có khách nào mà em không gọi hết đó mấy chị. Giờ em tìm không ra đâu, mai em ngồi em mới tìm ra. Là chị chốt cái gì chị, về chị chốt lại đi rồi mai em gọi. Em gọi lại mà không nghe máy là em xả đơn luôn. Nè, thường mà khách nào mà em gọi điện á mà không nghe máy hay là cái gì á là em sẽ khoanh lại như thế này nè. Đó. Em sẽ khoanh một cái vòng lại như vậy nè là em nhìn biết liền là khách nào nghe máy không. Đây 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 Thủy Thu đây. Đây chị không nghe máy. Thủy Thu nè. Đây nha Thủy Thu nè, số điện thoại chị nè. Ghi chú là không nghe máy nè. Đó mấy chị đừng đổi thừa em, đừng đổi thừa em không gọi, gọi đổi chuông nghe máy nè. Hoặc là khách nào gọi thuê bao á gì là em lưu ý vô hết. Không có chuyện mà em không gọi đâu. Em gọi em mới chốt đơn mới bán được chứ mấy chị nghĩ đứng đây like cho mấy chị chốt đơn đã xuống like em không gọi rồi giống như em bị khùng mà em lên đúng đó đã xong rồi xuống like em không gọi. Rồi sao em bán hàng? Là mấy chị không nghe máy á. Rồi lên cho em là màu hồng cam. Màu hồng cam giùm em nha. Chốt hồng cam lên cho em mã hồng cam kèm size. Hồng cam kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5 lên cho em màu hồng cam. Nó giống như màu cam sữa mấy chị. Mà cái tông màu hồng nó nhiều hơn. Mấy chị lên thấy nó hơi hồng hồng. Hồng cam cho em nha. Bà quần màu trắng số 5. Ok Bảo Ngân. Áo 4D có màu đỏ không? Có chị Tình Ngọc Ánh thì lấy size mấy? 4D có màu đỏ. Chị nào có đơn follow em đi nha mấy chị ơi. Chuẩn bị xuống like rồi nha mọi người. Em lên chơi hết cái màu này để em xuống like. Rồi chị nào chốt màu hồng cam cho màu hồng cam. 4D có màu đỏ. Chị Ngọc Ánh lấy màu nào? Lấy size nào lên em? Hồng cam rồi lên cho em tiếp phần ra. Rồi màu cuối cùng là màu hồng cánh sen cho em nha. Hồng cánh sen. Đỏ xanh biển là chị lấy cái mẫu này đúng không? Chị bữa chị chốt là cái mẫu 4D đó chứ nữa. Hồng cam chị chốt chị Linh Nguyễn. Rồi lên cho em màu hồng cánh sen. Mai em gọi lại nhớ nghe máy em mà khoan để em coi thử xanh biển số 2 còn không nha chị. Chị là bữa chốt hai bộ size số 2 phải không? Đây nè của chị Thủy Thu nè. Đó, xả đơn ra tỏ tên còn đây luôn nè. Để em coi thử xanh biển số 2 rồi còn. Ok, anh gọi lại nhớ nghe máy nha chị. Thủy Thu. Ủa chị 55kg mà chị cao như chị Thủy Thu. 55kg chị phải cao 1m57, 58 nữa lên chị mới vừa cái mẫu đó size số 2 nha. Còn không là phải qua size 3 cho em á. Rồi chị nào chốt hồng cánh sen cho em màu hồng cánh sen. Hồng cánh sen đi. Hồng cam. Hồng cam như chốt cho chị Linh Nguyễn. Hồng
rồi mẫu này chị lên ngủ mặc size số 4 cho em thôi là ok. Rồi cái mẫu này form nó rộng hơn cái mẫu. À rồi ok, chị Thủy mua mặc size 2 nha. Rồi cái này em chốt cho chị Linh Nguyễn. Màu em mặc lên cho em là hồng cánh sen. Đó, ba hồng treo. Chị Như Lê bao nhiêu ký bao nhiêu chị? Đỏ số 2. Đó, đỏ số 2 còn một cái đó hết luôn rồi. Đỏ 2 hết luôn rồi sao? Đỏ giờ em còn size 1, 3, 4, 5 hết số 2. Số 2 còn cái nó lấy lại cho chị Thủy luôn rồi đó. Ok chị Linh Nguyễn. Nhưng mà đỏ anh hết số 2 rồi, đỏ giờ là còn size 3, 4, 5. Rồi hồng nè. Hồng trên canh em còn size 1, 3, 4, 5, 1, 3, 5 đó chị. Hồng trên canh em còn size 1, 3, 5 hết size số 2. Hồng trên canh là hồng tươi. Nè thấy này nó cùng một màu, do cái kia nó để xa ở trong tối đó chị, nhìn cái màu nó sẫm xuống. Chứ cái màu nó là cái màu này nè. Để em cầm gần chị coi đúng không? Thấy hai cái sao nó khác màu nha. Nè, tại để chỗ đây thì ánh sáng nó chói vô, mấy chị thấy cái màu nó nhạt hơn. Còn em để xa vậy nó khuất vô trong tối, cái màu mấy chị thấy nó lên hồng hơn nha. Cho nên là một cái á. Rồi vậy em xuống like nha mấy chị nha. Cảm ơn mọi người ha. Ai có đơn nhớ anh follow hoặc là nhắn qua Zalo giùm em chứ. Hồng 2. Hồng hết số 2 rồi chị. Hồng 2 giờ em còn cái size số 2 giờ còn có mấy màu này thôi à. Số 2 em còn một hồng dâu, màu trắng. Chị ơi số 2 còn 4 màu này. Số 2 em còn 5 màu này chị. Vàng. Rồi cái mẫu đó số 2 em còn vàng. Rồi, chị nào size 2 chốt nha. Mẫu 4D 90.000 một áo của em nha. Em còn vàng nè. Vàng em còn size 2-3. Vàng em còn size 2, size 3 mấy chị ha. Hồng trên canh em còn size 1, 3, 4, 1, 3, 5. Hồng trên canh em còn size 1, 3, 5 mấy chị chốt cho em là hồng đó là hồng tươi. 62kg 1m6, 56 là mặc size số 4 chị Nhi Lê. Mà số 4 em hết hồng rồi chị. Số 4 bây giờ còn đỏ. Đỏ, trắng. Hồng, số 4 còn ra. Hết rồi. Đỏ trắng với vàng nhạt rồi chị. Số 4 còn đỏ trắng vàng nhạt. Vàng đang cầm size 3. Này hả chị? Áo này hả chị Tiết Mai? Áo em đang mặc đúng không chị? Đúng chị, ok giùm em cái nha. Đó vàng cam là cái nào? Vàng cam hay là vàng cầm? Rồi áo vàng em đang mặc. Tiết Mai ơi chốt vàng nào chị? Vàng em đang mặc là lên giùm em là vàng 4D nha. Vàng 4D, còn cái vàng hồi nãy em mặc là vàng bông thiêu nha. Vàng 4D cho em size 2, size 3. Rồi hồng em có hồng này nè. Hồng dâu nha chị. Hồng trên canh cái màu nó đậm hơn thôi. Hồng này hồng dâu. Rồi thích lấy hồng dâu giùm em. Hồng dâu em còn size 1, size 2. Em cho chị hồng ánh. Chị nhận đồ đẹp lắm, cảm ơn chị.
Rồi hồng dâu được không nha chị? Chị ấn hình lên. Một, lấy đỏ. Đỏ 4. Rồi chị Nhi Lê lên giùm em số gọi nha chị. Đỏ 4 thì chốt chị Nhi Lê. Nhi Lê lên số điện thoại giùm em. Vàng thiêu. Ồ, thiêu nó không có màu vàng cam đâu chị. À, em kêu nó là hồng cam. Hồng cam đúng không? Đúng chị, nói đúng giùm em nha. Cái này màu này đúng không? Số 3. Tiếp mai. Dạ hai quần một áo không có miễn ship được chị Hồng Ánh ơi. Bữa nay tiền ship nó lên rồi chị. Đơn bữa nay hai áo, hai bộ hoặc bốn áo em mới miễn ship. Cái này đúng không chị Tiết Mai? Cái quần chị bán kèm theo chứ cái quần đâu có bán lời đâu mấy chị. Rồi thiệt ship, thiệt tiền ship có 25.000 mấy chị nghĩ mấy chị ngồi ở nhà người ta đem tới nhà thì mình không đi đâu nắng nôi xăng cộ cũng phải đổ vô. Mình đi đúng không, đủ đơn rồi em mới miễn ship, đủ đơn là em miễn ship liền, không cần mấy chị nói, đủ đơn hai bộ là em miễn ship liền rồi. Ok chị tiếp hai là số 3, hồng cam số 3. Tiếp hai quần đen ống nhỏ, ok chị. Nhi Lê lên số, Nhi Lê có số thoại này. Thun lưới bây giờ em không có lên nữa, chị Thắm Nguyễn ơi, thun lưới em lên từ đầu like đến giờ rồi, giờ xuống like rồi chị. Xem thì tối mai hoặc là xem lại like giùm em nha Thắm Nguyễn. Đỏ còn bông nào không? Hết rồi chị, không còn cái đỏ nào số 2 hết á. Chị hết chị lấy số 3 đi, về về bóp eo lại. Giọng bớt em lại giùm em. Ờ, nhà em màu xanh, màu xanh bích. Màu xanh bích cho em nè. Xanh bích em còn size 2, 3. Xanh bích em còn size 2, size 3. Có bộ và 3. Có chị Hồng Ánh. Bộ và 3 em có bộ quần ống nhỏ luôn. Nguyên bộ quần ống nhỏ cũng có. Nguyên bộ quần ống rộng cũng có. Có gì tối mai theo dõi like giùm em nha. Tối mai em sẽ lên cho mấy chị là nguyên bộ và ba nguyên bộ và ba màu quần ống rộng đính đá và một cái mẫu gì em nhá cho mấy chị mẫu này thôi. Tối mai xem like không xem tiếp nha, nhá cái mẫu bộ này cho mấy chị rồi em sẽ xuống like. Rồi ai chốt màu này lên giùm em là màu màu xanh nước biển. Đây lên thử cho mấy chị cái bộ này nè, không đẹp không lấy tiền. Xanh nước biển cho em. Màu vàng nhạt thì em ho, cái vàng nhạt cũng đẹp nè mấy chị, chốt lên cho em vàng nhạt đi, vàng nhạt lên cái này đó. Vàng nhạt nè. Vàng nhạt này em còn 1, 2, 3, 4. Vàng nhạt em còn 1, 2, 3, 4 nha, chốt vàng nhạt giùm em. Lên cho em màu vàng nhạt. Vàng nhạc size 1, 2, 3, 4. Rồi chốt vàng nhạc lên thì em màu vàng nhạc ha. Đó size 4 còn mấy bông đó nha. Rồi em lên cái bộ này kéo nhẹ xuống lại. Bộ và 3 bông đó chị nha. Bộ màu ống nhỏ lấy đi chung đơn ngày mai đi chị. Giờ em xuống like rồi. Tối mai coi like đi rồi mốt em đi đơn cũng được nha. Đẹp không quý chị? Siêu phẩm của em đó. Trời ơi. Mai vô nha, tối mai 7:30 vô. Chốt cái mẫu này cho em nha. Tết mà mặc mấy chị ơi. Chưa, mà đặc biệt là cái gì mấy chị biết không? Bình thường á, đồ bà ba ha, em may mấy chị là một quần ha, quên một quần, một túi.
Nhưng mà đợt này em may giống chị hai túi siêu đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Ủa? Quá đỉnh luôn. Nha. Cực kỳ đẹp. Rồi. Rồi ha, nha mấy chị xuống like nha. Có gì hẹn mấy chị tối nay. Bye bye mọi người.